Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 77. Ngô Bình bảo, mấy cái này dễ thôi. Bên ngoài hồ Ma Long có quốc gia Kim Ưng, cách đây không quá xa, chúng ta có thể cử người đi mua mỗi ngày. Anh sắp xếp 10 tu sĩ mang theo pháp khí chứa đồ, phụ trách đi lại giữa nước Kim Ưng và đảo để mua các loại vật tư. Việc khẩn cấp trước mắt là mua thiết bị phát điện từ sức gió. Vì thế, anh đã đến Giang Nam một chuyến. Khu vực Giang Nam nối liền một dải, một lượng lớn cơ sở công nghiệp vẫn được giữ nguyên. Đến Vân Kinh, anh tra cứu trên mạng và tìm thấy một công ty điện gió. Công ty này từng là nhà sản xuất thiết bị điện gió lớn nhất thế giới, một thiết bị có thể phát điện 50.000 kWh trong 24 giờ. Đây là con số bình quân, nếu gió đủ mạnh và tốc độ gió ổn định thì đỉnh phát điện có thể đạt đến 80.000 kWh. Ngô Bình nhẩm tính lượng tiêu thụ điện của 100 triệu người trên đảo, cần 400 tỷ kWh mỗi năm, bình quân mỗi ngày 1,1 tỷ kWh. Cũng tức là cần hơn 13.000 thiết bị phát điện. Cuối cùng, anh đặt mua 15.000 thiết bị với giá 400.000 một cái, tổng giá trị là 6 tỷ, tương đương 12.000 tiền bùa. Nhưng thiết bị phát điện chỉ là một phần, muốn kết nối điện phát ra với mạng lưới điện cần rất nhiều thiết bị chuyên dụng và nhân công. Cuối cùng, anh đã chi hơn 2 tỷ tệ để mua hệ thống lắp đặt và đường dây. Trong hôm ấy, lô 3.000 thiết bị phát điện đầu tiên bắt đầu được lắp đặt trên đảo. Ngô Bình đưa hơn 1.000 nhân viên kỹ thuật và các thiết bị kỹ thuật liên quan đến trước, sau đó giúp họ lắp đặt. Anh không hề bạc đãi những công nhân này, còn đưa cho mỗi người một phong lì xì chứa 10.000 tệ. Hành động này đã tiếp động lực rất lớn cho các công nhân, ai cũng ra sức làm việc. Khi lô thiết bị đầu tiên được lắp đặt xong, anh bắt đầu dựng phong trận. Dựng phong trận cần năng lượng nên Ngô Bình đã dùng linh thạch. Loại phong trận này mỗi ngày cần tiêu tốn 300 linh thạch là có thể vận hành ít nhất 5.000 thiết bị phát điện từ sức gió. Khi đại trận được bố trí xong, gần đó liền xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, tốc độ gió chừng 30 mét trên giây, đủ để tổ máy phát điện đầy tải. Việc lắp đặt tổ máy phát điện này khá phức tạp vì các cánh quạt khổng lồ cần có cần cầu. May mà có Ngô Bình ở đây, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Anh phóng cơ thể của Linh biến ra. Biến thành người khổng lồ cao cả 100 mét, nhẹ nhàng lắp đặt các tổ máy phát điện cực lớn. Sang hôm sau, khi tổ máy phát điện cuối cùng được lắp đặt thành công và kết nối với lưới điện, gió cũng bắt đầu nổi. Không lâu sau đó, một số khu vực của đảo Hưng Long đã sáng đèn. Tuy phát điện bằng gió nhưng nguồn điện rất ổn định, các thiết bị phát điện còn lại sẽ được lắp đặt sau để đáp ứng nhu cầu điện của đảo. Phía bên kia, Lãnh Như Yên đã đưa một nhóm tu sĩ đến nước Kim Ưng mua lương thực và rau củ. Nước Kim Ưng là một quốc gia khá phân tán, diện tích hơn 30 triệu km vuông, 1/3 diện tích đồng bằng trên lãnh thổ thích hợp trồng trọt, phần còn lại đều là rừng núi. Nước Kim Ưng có hơn 300 triệu dân, thành phố lớn nhất là thành Kim Ưng, chiếm diện tích rộng lớn, dân số hơn 20 triệu người, là một tòa thành rộng lớn. Hiện nay Lãnh Như Yên và các tùy tùng đang ở thành Kim Ưng, trao đổi với doanh nghiệp lương thực và rau củ để tìm nhà cung cấp ổn định và chất lượng. Cứ nghĩ đây là chuyện rất đơn giản, nhưng khi đến thành Kim Ưng, Lãnh Như Yên mới phát hiện người của thành phố này đều có gia thế và mạng lưới quan hệ vô cùng phức tạp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người nào sống sung túc ở thành Kim Ưng thì đều là hoàng thân quốc thích hoặc người nhà quan chức, tóm lại bọn họ đều có chỗ dựa rất vững chắc. Bàn chuyện làm ăn với những người này chắc chắn rất đau đầu, vì bọn họ không có quy tắc kinh doanh, có kẻ còn cậy thế ức hiếp người khác. Trong một đại viện rộng lớn và sang trọng ở thành Kim Ưng, sắc mặt của Lãnh Như Yên rất tệ. Ngồi trước mặt cô ấy là một người đàn ông bụng phệ, mặc áo gồm, ánh mắt vô cùng ngạo mạn. Lãnh Như Yên hít một hơi sâu, nghiêm túc nói, ông chủ Khuất là doanh nghiệp lương thực lớn nhất thành Kim Ưng, chúng tôi hy vọng có thể hợp tác với doanh nhân có năng lực như anh. Hơn nữa nhu cầu của chúng tôi rất lớn và giá đưa ra cũng cao hơn bên mua thông thường. Ông chủ Khuất cười ha ha, chính vì các cô cần nhiều lương thực nên giá càng không thể rẻ. Lãnh Như Yên nói, giá mà ông chủ Khuất đưa ra cao gấp 3 lần giá thị trường, như thế không phải quá cao sao? Ông chủ Khuất cười khẩy, tất nhiên phải đắt rồi. Nếu không thì làm sao tôi kiếm được tiền? Tôi nói cho cô biết, cô cần mua số lượng lớn như thế thì chỉ mua được ở chỗ tôi thôi. Không có sự cho phép của tôi, các doanh nghiệp lương thực khác không dám giao dịch với các cô đâu. Lãnh Như Yên giận run người, ông chủ Khuất làm vậy hình như hơi quá đáng.
Ông chủ Khuất nhướng mày, anh tôi là tể tướng đương triều đấy. Còn em gái tôi được gả cho tứ vương gia. Cô Lãnh, cô chỉ có thể làm ăn với tôi thôi. Lãnh Như Yên đứng dậy, thản nhiên nói, tôi có lòng hợp tác làm ăn với ông chủ Khuất. Nhưng cái giá mà anh đưa ra thật quá đáng. Thế giới rộng lớn này không chỉ có mỗi nước Kim Ưng, tạm biệt. Dứt lời, cô ấy toàn dẫn người rời đi. Ông chủ Khuất cười khẩy, cô Lãnh định đến một quốc gia bên ngoài nước Kim Ưng để mua lương thực. Lãnh Như Yên nói, nếu đã không bàn bạc thành công, tôi chỉ có thể làm thế. Chát! Ông chủ Khuất đập bàn, lạnh giọng, chỗ của tôi đâu phải nơi cô muốn đến là đến, muốn đi thì đi. Lãnh Như Yên tức đến bật cười, lẽ nào ông chủ Khuất muốn ép buộc tôi ở lại? Ông chủ Khuất hờ hững bảo, cô có muốn hay không cũng phải hợp tác làm ăn với tôi. Vì nơi này là thành Kim Ưng. Lãnh Như Yên chẳng hề hoảng sợ, thế ông chủ Khuất biết tôi là ai không? Ông chủ Khuất đáp, dĩ nhiên là biết, chẳng phải cô đến từ một hòn đảo trên hồ Ma Long sao? Lãnh Như Yên nói, người đứng đầu nhà tôi là Tổng đốc nước Long. Chống lưng của nước Long là cả tiên giới. Ông chủ Khuất chắc chắn muốn đối đầu với nước Long. Ông chủ Khuất kinh ngạc, song ngay sau đó đã cười khẩy, nước Long. Chỗ dựa của nước Kim Ưng chúng tôi cũng là thế lực lớn tiên giới. Cô không dọa được tôi đâu. Lãnh Như Yên khẽ thở dài, vốn muốn vui vẻ làm ăn với nhau, cho anh cơ hội kiếm tiền. Đáng tiếc, anh lại từ bỏ cơ hội này. Ông chủ Khuất hừ mũi, bớt sông dài. Ngoan ngoãn mua lương thực ở chỗ tôi, bằng không các người đừng hòng sống sót rời khỏi nước Kim Ưng. Lãnh Như Yên nói, ông chủ Khuất không thể động đến người đứng đầu nhà tôi được đâu. Tôi hỏi lần cuối, anh chắc chắn muốn làm như vậy. Ông chủ Khuất cả giận, không thể động đến. Được. Bảo người nhà cô đích thân đến đây, tôi muốn xem thử kẻ này có phải có ba đầu sáu tay không. Lãnh Như Yên đáp, được, nếu ông đã muốn gặp anh ấy đến thế thì tôi cho ông toại nguyện. Cô ấy liền bóp nát bùa ngọc trong tay. Trước khi đi, Ngô Bình sợ xảy ra sự cố nên bảo họ đem theo bùa ngọc, nhớ gặp nguy hiểm hay chuyện không thể giải quyết thì bóp nát bùa ngọc, anh sẽ đến ngay. Ngô Bình đang bận rộn, thấy bùa ngọc sáng lên, anh lập tức đến nước Kim Ưng. Bùa ngọc vỡ chứng tỏ nhóm người Lãnh Như Yên gặp rắc rối. Lúc này, ông chủ Khuất đang nhìn Lãnh Như Yên với ánh mắt giễu cợt. Gã nghĩ, nước Kim Ưng là địa bàn của gã, dù kẻ sắp đến là thiên tiên thì đã sao? Tể tướng nước Kim Ưng cũng có tu vi thiên tiên kia mà. Rầm. Một tiếng sấm sét vang lên, căn nhà của họ Khuất sụp xuống gần hết. Thiên quang đáp xuống giữa đại sảnh, khí tức kinh người. Ông chủ Khuất cả kinh. Kêu lên, dám phá nhà tôi. Người xuất hiện là Ngô Bình, thấy Lãnh Như Yên không sao, anh hỏi, xảy ra chuyện gì? Lãnh Như Yên chỉ vào ông chủ Khuất, đây là Khuất Cung Minh, em trai tể tướng, ép mua ép bán, đưa ra giá cao gấp 4 lần thị trường. Em muốn đi thì gã không cho, bảo là không làm ăn với gã thì đừng hòng sống sót rời khỏi nước Kim Ưng. Ngô Bình không những không tức giận mà còn cười to, thế à? Tốt quá rồi. Anh ta đi về phía Khuất Cung Minh, gã liền hô lên, người đâu? Một cao thủ bán bộ thiên tiên xuất hiện ngay cạnh Ngô Bình, lạnh lùng bảo, đứng lại. Ngô Bình vẫy tay, một nắm đấm to bằng cối xay đột nhiên xuất hiện, đánh bay bán bộ thiên tiên. Đối phương vừa văng ra vừa hộc máu, rơi xuống đất rồi tắt thở. Khuất Cung Minh bàng hoàng, sao bán bộ thiên tiên lại dễ bị đánh bại như thế? Ngô Bình đã đến gần, nắm lấy cổ áo Khuất Cung Minh. Bình thản nói, tôi là người nói lý lẽ. Đi, dẫn tôi đến gặp người anh tể tướng của anh. Bị anh nắm cổ áo, Khuất Cung Minh hồn bay phách lạc, run rẩy nói, chớ làm bậy. Anh tôi là thiên tiên đấy. Ngô Bình vung tay tát gã, dẫn đường, nếu không tôi đánh chết anh. Khuất Cung Minh hết cách, mạng sống là quan trọng nhất, đành phải dẫn đường cho anh. Ngô Bình cưỡi độn quang, cùng đám người Lãnh Như Yên đến phủ tể tướng. Tể tướng nước Kim Ưng tên Khuất Kim Tàm. Lúc này, Khuất Kim Tàm đang tiếp khách ở nhà. Đột nhiên cửa bị đá tung, một luồng khí tức kinh khủng ập đến. Sau đó Khuất Kim Tàm thấy em trai ruột Khuất Cung Minh bị bắt đến đây và đang đứng ngay phía trước. Khuất Kim Tàm vừa kinh ngạc vừa giận dữ, nghiêm giọng quát, là ai? Sao lại bắt em tôi? Ngô Bình cười nói, em trai tể tướng bắt nạt người của tôi, ép chúng tôi mua lương thực với giá gấp 4 lần giá thị trường. Nếu chúng tôi không mua thì sẽ giết chết. Tôi là người nói lý lẽ nên dẫn người đến đây để tể tướng phân xử.
Khuất Kim Tàm cười khẩy, giá cao gấp 4 lần không đắt. Anh đến chỗ tôi thì ít nhất phải có giá gấp 10. Ngô Bình càng vui hơn, hai người không hổ là anh em, người này còn vô lý hơn người kia. Thế thì tôi phải tìm quốc vương của Kim Ưng để nói cho ra lẽ rồi. Khuất Kim Tàm lạnh giọng, anh thấy mình có cơ hội sao? Ngô Bình bất ngờ đấm vào bụng Khuất Kim Tàm, gã ta kinh ngạc, vừa vận lực linh đài để chống cự thì cảm thấy một luồng kiếm khí đáng sợ xộc thẳng vào thế giới linh đài của mình. Rắc. Trong nháy mắt, thế giới linh đài mà gã ta vất vả lắm mới mở được đã bị ánh kiếm chém vỡ. Gã ta hừ giọng, cả người run rẩy, mặt tái nhợt, hét lên, anh dám phá hỏng linh đài của tôi. Mặt Ngô Bình lạnh như băng, tên họ Khuất kia, trong mắt tôi, thứ hư tiên rác rưởi như anh còn không bằng một con chó. Anh ỷ mình mở được linh đài nên có thể xem thường tôi. Giờ thì sao, tôi phá linh đài của anh rồi, anh còn dám ương ngạnh không? Khuất Kim Tàm phun ra một ngụm máu tươi, khí tức thiên tiên trên người dần rút lui. Không còn linh đài, tu vi của gã ta còn chẳng đạt đến địa tiên bất tử. Ra tay ác độc lắm, gã ta gào lên. Ngô Bình bảo, đừng gấp gáp, chuyện ác độc hơn còn ở phía sau. Anh làm tể tướng ngần ấy năm, chắc hẳn đã vơ vét không ít của cải xương máu của dân nhỉ. Khuất Kim Tàm thất kinh, anh muốn làm gì? Ngô Bình nói, đem hết tiền mà anh đã vơ vét ra đây. Thiếu một đồng, tôi cũng đánh chết anh. Đương nhiên Khuất Kim Tàm không muốn lấy tiền ra, nhưng mạng sống quan trọng, gã ta không dám phản kháng, đành ngoan ngoãn giao nộp tiền của. Ngô Bình rất kinh ngạc khi Khuất Kim Tàm lấy tiền ra. Không ngờ tể tướng nước Kim Ưng này chứa một lượng lớn linh thạch, tiên thạch, linh dược, bảo phù, đan dược, vân vân. Tính sơ sơ, những thứ này chỉ giá ít nhất 500 triệu tiền báu. Anh cũng không khách sáo, thu hết đồ vào túi, sau đó lôi Khuất Kim Tàm đi gặp quốc vương của Kim Ưng. Quốc vương của nước Kim Ưng còn rất trẻ, năm nay 24 tuổi, mới lên ngôi được một năm rưỡi. Khi nhìn thấy Ngô Bình từ trên trời rơi xuống, rồi lại thấy một người ở cảnh giới thiên tiên như Khuất Kim Tàm nằm trong tay anh mà chẳng thể chống trả, quốc vương đã đưa ra quyết định. Quốc vương bệ hạ, tể tướng của ngài cưỡng ép mua bán, còn muốn giết chúng tôi. Tôi buộc phải đánh trả, bắt gã ta giao cho bệ hạ xử trí, Ngô Bình cao giọng. Quốc vương liếc nhìn Khuất Kim Tàm, lập tức trầm giọng, gian thần. Trẫm đã sớm muốn xử lý ngươi rồi, người đâu, lôi ra chém. Hóa ra thế lực của tể tướng rất lớn, 2/3 đại thần trong triều đều là người của gã ta. Suýt nữa quốc vương đã bị bọn họ lật đổ. Giờ thì tốt rồi, có cao nhân từ trên trời rơi xuống và bắt giữ tể tướng. Đây là cơ hội tốt để quốc vương lấy lại quyền lực. Ngô Bình rất bất ngờ. Anh không ngờ quốc vương mượn dao giết người, thẳng tay giết chết tể tướng. Nhưng cũng chẳng sao, mục đích của anh đã đạt được rồi. Thấy gã ta bị lôi đi và chém đầu tại chỗ. Rất nhiều đại thần đều tái mặt. Quốc vương đứng dậy, vẻ ngoài anh tuấn cao lớn, lịch sự chào Ngô Bình, vẫn chưa biết cao danh quý tính của anh. Ngô Bình đáp, tôi là Ngô Bình, Tổng đốc nước Long. Quốc vương Kim Ưng kinh ngạc, là quốc vương, hiểu biết của anh ấy vô cùng sâu rộng. Anh ấy biết đối phương tuy chỉ là Tổng đốc, nhưng quyền lực trong tay hẳn là không kém một vị quốc vương Kim Ưng như mình. Anh ấy nói ngay, hóa ra là Tổng đốc Ngô, hân hạnh. Ngô Bình bày tỏ, bệ hạ, nơi tôi ở cách quốc thổ khá xa nên cần mua một lượng lớn lương thực và rau củ, không biết ngài có thể giúp đỡ không? Quốc vương Kim Ưng lập tức trả lời, vì tình hữu nghị bang giao của hai nước, ta sẽ cử quan viên phụ trách chuyện này, cung cấp lương thực và rau củ cho quý quốc với giá vốn. Gà, thịt, cá, trứng đều có thể cung ứng. Ngô Bình nghĩ bụng, không ngờ vị quốc vương này biết cách cư xử thật, bèn cười đáp, vậy cảm ơn bệ hạ. Chúng ta là hàng xóm, sau này bệ hạ có gặp khó khăn gì đều có thể tìm tôi. Chỉ cần giúp được, tôi tuyệt đối không chối từ. Quốc vương Kim Ưng cảm mừng, cảm ơn Tổng đốc Ngô. Sau đó quốc vương Kim Ưng thiết tiệc chiêu đãi nhóm người Ngô Bình. Hai người vui vẻ tán gẫu trong buổi tiệc, lúc này Ngô Bình mới biết quốc vương Kim Ưng tên Vu Kiên. Vu Kiên uống vài chén rượu rồi nên nói nhiều hơn hẳn. Vẻ mặt anh ấy đượm buồn, Tổng đốc Ngô, thật ra một quốc vương như ta cũng chịu nhiều ấm ức. Như tên Khuất Kim Tàm mà ta đã giết hôm nay, đã thao túng triều chính suốt mười mấy năm, hầu hết quan lại đều là người của kẻ này. May nhờ có Tổng đốc Ngô ra tay, giúp ta diệt trừ tai họa. Ngô Bình bảo, triều của ngài đã truyền được 9 đời,
lẽ ra phải nắm nhiều quyền kiểm soát nước Kim Ưng mới phải. Phu Kiên cười khổ, ở đây có bốn môn phái lớn, Thánh Anh Tông ban đầu đã biến mất, nhưng lại xuất hiện một Thiên Địa Kiếm Tông còn mạnh hơn. Ba môn phái còn lại cũng không dễ động vào, quốc phương như ta mà gặp tông chủ của họ cũng phải hạ mình. Ngô Bình cười bảo, ngài làm quốc phương đúng là không mấy dễ chịu. Phu Kiên nâng chén rượu, Tổng Đốc Ngô, ta kính anh một chén. Trong lúc chuyện trò, Ngô Bình nhận thấy Phu Kiên là người sống tình cảm, có ấn tượng rất tốt về anh ấy. Anh bèn nói, sau này tôi vẫn còn có nhiều chuyện cần làm phiền bệ hạ. Vậy nên bệ hạ không cần khách sáo với tôi, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ việc mở lời. Phu Kiên trầm ngâm vài giây mới đáp, ở Ngô Công Lĩnh cách thành Kim Ưng 800 dặm có một yêu vương, hàng năm đều bắt nước ta dâng 100.000 người sống để làm thức ăn cho con cháu của yêu vương, tính đến nay đã 67 năm rồi. Ta muốn giết yêu vương nhưng năng lực có hạn, lại không có cao thủ trong tay. Nghe xong, Ngô Bình hiểu ngay ý của anh ấy, bèn hỏi, yêu vương này có tu vi thế nào? Phu Kiên đáp, từng có hư tiên chiến đấu với nó và bị nó ăn mất. Là yêu gì vậy? Ngô Bình hỏi. Một con hổ yêu, ăn rất nhiều người sống, còn luyện hồn phách thành ma chành, cực kỳ mạnh. Hay, thân là vua một nước mà ta lại chẳng thể bảo vệ thần dân của mình, thật đáng hổ thẹn. Ánh mắt của Ngô Bình đầy sắc lạnh, hổ yêu đáng chết. Bệ hạ hãy chờ tôi sẽ lấy đầu hổ yêu này để trả thù cho những người dân đã mất. Phu Kiên cả kinh, chưa kịp khuyên nhủ thì Ngô Bình đã biến mất. Xung quanh Ngô Công Lĩnh là rừng thiêng nước độc, trùng độc ẩn hiện. Trong núi có một con hổ yêu, 130 năm trước đã hóa yêu, hiện tại tu vi của nó ngày càng thâm sâu, ăn thịt người sống quanh năm. Lúc này hơn 10.000 nam nữ thanh niên đang bị giam trong một hang động khổng lồ. Họ đều là thức ăn của hổ yêu, có thể bị ăn thịt bất cứ lúc nào. Có mấy con sói yêu canh chừng ở cửa hang, một khi chúng đói sẽ vào hang ăn thịt người sống, mỗi bữa phải ăn một, hai người. Ngô Bình bay đến gần Ngô Công Lĩnh, thấy ngay một ngọn núi được chất thành từ xương trắng. Hóa ra, xương người còn thừa sau khi bị ăn thịt sẽ được vứt ở gần hang động, theo thời gian, nó đã chất thành một ngọn núi xương. Ngô Bình đáp xuống trước hang động, nhìn ngọn núi xương trắng cao cao ấy mà thở dài thườn thượt. Con sói yêu còn lại kinh hãi, thét lên rồi quay đầu bỏ chạy. Ngô Bình chưởng vào lưng nó, con quái vật mình người đầu sói này lập tức nổ tung, biến thành xương thịt vụn. Ngô Bình tiến vào hang động, hang được đào thành nhiều vách ngăn, có tổng cộng hơn 100 phòng đá, mỗi phòng có từ hàng chục đến hàng trăm người. Thấy có người bước vào, họ đều rất kinh ngạc, cơ thể bọn họ đều rất bẩn, quần áo đã lâu chưa thay, có người còn đau ốm hấp hối. Anh khẽ thở dài, nói với họ, tôi đến cứu mọi người. Đi theo tôi. Tất cả đều sửng sốt, sau đó vỡ òa vui sướng, thi nhau ao ra khỏi hang động. Hít thở không khí trong lành ngoài hang động, có rất nhiều người đã rơi nước mắt, quỳ gối trước Ngô Bình và cảm kích ơn cứu mạng của anh. Ngô Bình bảo, mọi người ở đây chờ tôi, để tôi đi giết hổ yêu trước đã. Ngay sau đó, anh quét thần niệm khắp Ngô Công Lĩnh, chẳng mấy chốc đã khóa chặt một con hổ yêu khổng lồ. Con hổ này dài hơn 10 mét, toàn thân màu vàng kim, có những đường vân hình tròn màu xám, trên trán có một chữ vương rất to màu tím đỏ. Hổ bị thần niệm khóa chặt, lập tức giận dữ, ngửa đầu gầm vang, thần thánh phương nào, dám đến địa bàn của Kim Hổ Vương này làm càn. Ngươi mà cũng dám xưng vương, bỗng nhiên, một bàn tay khổng lồ có kích thước bằng một mẫu với uy thế kinh người và sát khí vô biên, đã giáng mạnh xuống con hổ ấy. Con hổ cả kinh, há miệng nhả ra một viên yêu đan màu xám, muốn dùng đan để chống lại đòn tấn công khủng khiếp của Ngô Bình. Nhưng vô dụng. Bàn tay ấy đã trực tiếp lấy đi viên đan ấy. Sau đó một bàn tay khác lại giáng xuống, tựa như hàng nghìn quả núi chân áp nó vậy. Ầm ầm. Hổ yêu ngã ập xuống đất, gân cốt gãy nát, nhãn cầu cũng lòi ra ngoài, đau đến mức gào lên thảm thiết. Một ánh sáng kiếm chiếu xuống, chém đứt cái đầu khổng lồ của nó. Ngô Bình kích hoạt ánh kiếm, kiếm khí tung hoành, chém chết mọi yêu vật xung quanh. Cuối cùng, anh tìm được một chiếc nhẫn chứa đồ trên người hổ yêu, bên trong chứa rất nhiều đồ, có khá nhiều linh thạch, thuốc quý, và vài thứ linh tinh khác. Cất nhẫn vào, Ngô Bình khiêng đầu hổ, dẫn hơn 10.000 người dân cưỡi độn quang trở về vương cung. Trong đại viện vương cung của nước Kim Ưng, một ánh kiếm chiếu xuống, hơn 10.000 người dân xuất hiện trước mặt quan lại. Ngô Bình khiêng đầu hổ về chỗ ngồi,
ném đầu hổ xuống rồi nói, bệ hạ, tôi đã giết chết hổ yêu rồi. Quan lại đều sững sờ. Phu Kiên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cúi người thật sâu trước Ngô Bình, cảm ơn Tổng đốc Ngô đã ra tay trượng nghĩa. Người dân nước Kim Ưng sẽ mãi mãi ghi nhớ ân đức to lớn của Tổng đốc Ngô. Ngô Bình xua tay, ngài hãy mau sai người sắp xếp cho những người dân ngoài kia. Họ đều là những người vô tội mà ngài đã dâng cho hổ yêu. Phu Kiên vội vàng đi xử lý. Ngồi bên cạnh, Lãnh Như Yên mỉm cười, em còn chưa ăn xong bữa mà anh đã giết chết hổ yêu rồi. Ngô Bình vươn tay ôm Lãnh Như Yên vào lòng, Như Yên, anh giao cho em chuyện mua đồ nhé. Em có thể ở lại nước Kim Ưng, quốc vương nể mặt anh, chắc chắn sẽ đối đãi với em như khách quý. Lãnh Như Yên trợn mắt với anh muốn vứt em ở lại nước Kim Ưng à? Ngô Bình cười bảo, sao lại bảo là vứt chứ? Ở nước Kim Ưng chắc chắn có rất nhiều tài nguyên. Khi rảnh rỗi, em giúp anh dò la xem sao nhé. Lãnh Như Yên đáp, biết rồi, em sẽ để ý mấy chuyện này. Cả hai trò chuyện được một lúc thì Vu Kiên quay về. Anh ấy cười bảo, Tổng đốc Ngô, ta có một lời thỉnh cầu, ấy là hy vọng anh có thể nhậm chức ở nước Kim Ưng. Ngô Bình cười nói, bệ hạ muốn phong chức quan cho tôi sao? Vu Kiên vội xua tay, không, không, Tổng đốc Ngô có địa vị tôn quý, đương nhiên với ngang hàng với ta. Vậy nên ta mong Tổng đốc Ngô có thể làm trấn quốc vương của nước Kim Ưng. Trấn quốc vương, Ngô Bình còn đang chần chừ, Lãnh Như Yên đã lên tiếng, vậy thì xin cảm ơn bệ hạ. Thấy cô ấy nhận lời, Ngô Bình cũng ngại từ chối, cảm ơn bệ hạ. Phu Kiên cười ha ha, Tổng đốc Ngô, nếu anh không chê, ta muốn kết nghĩa anh em với anh. Lại kết nghĩa với người khác à? Ngô Bình vốn còn hơi do dự, nhưng nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình của Vu Kiên, anh cười ngay, được. Thế là cả hai thắp hương tế trời, kết nghĩa anh em trước mặt quan lại. Ngô Bình lớn hơn nửa tuổi nên làm anh, Vu Kiên là em. Anh trai. Em trai. Sau đó, Vu Kiên mời Ngô Bình đến quốc khố, cười nói, anh à, ở đây có bảo vật của triều đại trước, cũng có vật siêu tầm của triều đại này. Anh thích món nào cứ việc lấy nhé. Ngô Bình thấy đối phương rất chân thành, bèn cười bảo, là anh, làm sao lại lấy đồ của em được. Anh quan sát một lúc rồi hỏi, có phải em không tự tin về việc thăng cấp lên cảnh giới kết thai không? Thì ra 2 năm trước Phu Kiên đã đạt cảnh giới thần cung, nhưng mãi vẫn không dám kết thai. Vì kết thai có rủi ro rất cao, anh ấy chưa chuẩn bị sẵn sàng. Phu Kiên gật đầu, em muốn tích lũy thêm một thời gian nữa, 5 năm sau sẽ kết thai. Ngô Bình nói, không cần. Anh có một viên kết thai đan, có nó, em sẽ dễ dàng đột phá. Phu Kiên nhìn viên đan dược, cười khổ, anh à, em biết đan dược này. Chẳng qua kết thai đan phẩm chất cao rất hiếm, quốc vương của một nước nhỏ như em khó mà có được. Ngô Bình bảo, viên của anh là đan vương phẩm, đủ cho em dùng rồi. Phu Kiên cả kinh, vương phẩm ư. Ngô Bình gật đầu, đan thượng phẩm vương phẩm, em uống nó vào, hẳn sẽ có thể đột phá. Phu Kiên mừng rỡ, cảm ơn anh. Ngô Bình nói, đã là em trai anh thì không cần khách sáo như thế. Sau đó Vu Kiên vẫn kéo Ngô Bình vào quốc khố, đoạn bảo, anh à, em biết anh chưa chắc đã thích những thứ này, nhưng dù sao đây cũng là chút tấm lòng của em. Ngô Bình thấy đối phương kiên quyết như thế, đành cười đáp, được rồi, vậy anh chọn bừa 2 món nhé. Quốc khố rất rộng, vừa bước vào, anh đã thấy cửu đỉnh xung quanh đạo thụ khẽ rung lên, như đang cảm nhận gì đó. Anh giật mình, lập tức sử dụng thần niệm. Chẳng bao lâu sau, anh nhìn thấy một kim đỉnh khổng lồ làm bằng vàng nguyên chất. Đi đến trước kim đỉnh, anh nhìn nó một cái rồi chưởng nhẹ vào, vàng trên bề mặt đỉnh liền tan ra, để lộ một cái đỉnh cổ xưa, chính là một trong cửu đỉnh. Đôi mắt Ngô Bình sáng rực lên, anh muốn cái đỉnh này. Phu Kiên rất vui, anh thích thì tốt quá. Ngô Bình chọn thêm một vị thuốc quý rồi rời khỏi quốc khố. Phu Kiên khăng khăng muốn Ngô Bình ở lại vài ngày, bất kể thế nào cũng không cho anh đi. Ngô Bình hết cách, đành cùng Lãnh Như Yên tạm thời ở lại vương cung. Đêm xuống, Lãnh Như Yên lặng lẽ đến phòng Ngô Bình, ôm chầm anh từ phía sau. Không có lương tâm gì cả, em mà không đến đây thì anh cũng chẳng đi tìm em đâu nhỉ. Ngô Bình cười đáp, chẳng phải em đã đến rồi sao? Lãnh Như Yên nhéo anh một cái, xấu xa quá. Ngô Bình bảo, Như Yên, anh muốn tặng cho em một thứ. Lãnh Như Yên cười hỏi, là gì thế?
Ngô Bình lập tức tách ra một loại cấm chế. Đây là một trong năm cấm chế mà anh có được nhờ uống nước thuốc do thần núi ban cho. Trước đó anh đã tặng cấm chế sấm sét cho Chu Thanh Nghiên, tặng Đào Như Tuyết cấm chế lửa. Bây giờ anh muốn tặng loại cấm chế này cho Lãnh Như Yên. Cấm chế này tên là cấm chế băng, có thể phát ra sức mạnh của hàn băng. Có nó, Lãnh Như Yên sẽ dần sở hữu tiên thể hàn băng và tăng cường đáng kể tư chất tu vi của cô ấy. Nói đoạn, anh vươn tay ấn vào giữa lông mày Lãnh Như Yên. Trong tích tắc, cấm chế đã được đưa vào cơ thể cô ấy. Sau đó anh giúp Lãnh Như Yên hấp thu cấm chế. Quá nửa đêm, cuối cùng Lãnh Như Yên cũng luyện hóa cấm chế. Cảm nhận được luồng năng lượng mạnh mẽ của cấm chế, cô ấy vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, liền ôm chặt Ngô Bình. Một đêm thinh lặng, sáng sớm hôm sau, Ngô Bình để Lãnh Như Yên ở lại, còn mình thì về đảo Hưng Long tiếp tục lắp thiết bị điện gió. Bận rộn vài ngày, tổ máy phát điện gió lần lượt được lắp đặt xong, đại phong trận cũng được dựng hoàn tất. Vào giây phút điện được kết nối với lưới điện, cả đảo Hưng Long đều sáng bừng lên. Không lâu sau đó, lô vật tư đầu tiên mua từ nước Kim Ưng được Lãnh Như Yên gửi về đảo, và được bán cho dân trên đảo với giá gốc. Cư dân trên đảo cũng đổi tiền cũ thành long tệ. Vì thế, Ngô Bình đã phát miễn phí 50.000 long tệ cho mỗi người. Với dân số 100 triệu người, chuyển đổi ra cũng chỉ tốn 10 triệu tiền bùa của anh mà thôi. Sức mua của 50.000 long tệ rất đáng kinh ngạc, tương đương với 5 triệu trước đây. Có khoản tiền này, người dân trên đảo sẽ thong thả thích nghi với môi trường mới. Sau khi phát điện cho cả đảo, Đường Tử Di tìm Ngô Bình, cười nói, chồng luyện thêm ít đan dược nhé. Cô ấy vẫn luôn phụ trách tài khoản mạng tiên của Ngô Bình, chủ yếu là bán gói tam tai đan và trà tiên. Tính đến nay, Đường Tử Di đã bán 12 nhóm đan dược, kiếm được 75 triệu tiền báu. Tính riêng doanh thu trà tiên thì hiện tài khoản của Ngô Bình đã có hơn 100 triệu tiền báu. Nếu không vì anh tốn nhiều tiền mua bùa thì chắc chắn tiền còn nhiều hơn. Đường Tử Di cảm thán, chồng này, tu sĩ tiêu hao nhiều thật. Chúng ta có thể dễ dàng kiếm được cả 100 triệu tiền báu. Nhưng với một người dân bình thường, e là cả đời này cũng chẳng kiếm được một tiền bùa. Ngô Bình đáp, đâu có gì lạ. Sinh lực của một địa tiên thần hóa đã cao hơn người bình thường gấp vài chục nghìn lần, vài triệu lần. Sinh lực càng mạnh, tiêu hao càng nhiều. Nếu linh khí không khôi phục, với tài nguyên trên địa cầu, e là còn chẳng bồi dưỡng được một thiên tiên. Nói được vài câu, anh mới bảo, anh đi luyện đan trước, lát nữa sẽ tặng đồ tốt cho em. Luyện được 10 nhóm lò đan, anh gọi Đường Tử Di vào phòng, tặng cấm chế thứ 5 cho cô ấy. Đây là cấm chế mà gần đây anh mới lĩnh hội và khống chế được, tên là cấm chế hóa đá. Có nó rồi sẽ có thể kích hoạt thần quang trong đôi mắt, hóa đá một sinh vật. Hơn nữa, chỉ có cô ấy mới có thể giải trừ loại hóa đá này. Nghe xong công dụng thần kỳ của cấm chế, Đường Tử Di hơi lo lắng, chồng à, em có thể kiểm soát nó không? Ngô Bình đáp, đừng lo, có anh giúp em thì không thành vấn đề. Khi Ngô Bình chuyển cấm chế cho Đường Tử Di, sức mạnh của cô ấy hoàn toàn không thể áp chế nó. May mà Ngô Bình đã giúp cô ấy áp chế nguồn năng lượng này vào giai đoạn đầu. Vài giờ sau, cấm chế từ từ thích ứng với môi trường mới, Đường Tử Di mới bắt đầu dốc hết sức luyện hóa. Đợi việc tu hành của Đường Tử Di đi vào quỹ đạo, Ngô Bình mới yên lòng. Anh đã ở cảnh giới linh biến, giờ là lúc mở điện đường võ học đầu tiên. Điện đường võ học đầu tiên tên là cực võ. Trước đây từng có người mở rồi, nhưng hiểu biết của tiền nhân về cực võ vẫn chưa đạt đến trình độ quá cao. Thế là anh bèn liên lạc với điện đường cực võ trong tay. Khung cảnh xung quanh thay đổi, anh đã đến trước một cung điện khổng lồ. Trong cung điện, vài luồng thần quang chiếu lên người anh. Vài giây sau, cổng cung điện mở ra ầm ầm. Lơ lửng bay trong điện đường là những công pháp, võ nghệ đã được năng lượng hóa, còn có đan dược, thuốc tế, thậm chí là các ý nghĩa và tư tưởng trên khía cạnh võ học. Anh phải lần lượt sử dụng những thứ này, tiêu hóa được kiến thức trước thì mới có thể tiếp tục học những thứ về sau. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện và cất lời, chào mừng đến với điện đường cực võ. Ngô Bình biết đối phương là người quản lý điện đường này. Bèn hỏi, ở đây có bao nhiêu bộ công pháp vậy? Người trung niên đáp, ở đây chỉ có một bộ công pháp, tên là cực võ quyết. Theo tiêu chuẩn của vũ trụ này, cực võ quyết là công pháp thiên phẩm. Chỉ là một bộ công pháp ư, nhiều công pháp như thế, lẽ nào đều là một phần của cực võ quyết?
Người trung niên nói, công pháp thiên phẩm rất khó tu luyện, vậy nên điện đường cực võ mới lấy cực võ quyết làm cốt lõi, tạo nên 16 bộ công pháp, 7 bộ võ nghệ. Người tu luyện phải từng bước đạt được yêu cầu, cuối cùng mới sở hữu cực võ quyết hoàn chỉnh. Mà đến lúc ấy, luyện thành cực võ quyết đã không còn là chuyện quá khó khăn nữa. Anh khẽ gật đầu, không biết tiền nhân tu luyện cao nhất là đến công pháp thứ mấy. Người trung niên đáp đáp, điện chủ trước đó chỉ tu luyện đến bộ công pháp thứ 7 và 2 bộ võ nghệ. Ngô Bình đi đến bộ công pháp đầu tiên đang lơ lửng, công pháp năng lượng ấy liền tiến vào cơ thể anh. Công pháp này là giai đoạn nền móng của võ đạo, tên là luyện huyết kinh. Luyện huyết, như tên gọi của nó, thứ được luyện là huyết dịch. Anh nhìn sơ qua, cảm thấy tu luyện kinh này sẽ không khó lắm, dù sao thiên huyết kinh của anh đạt cảnh giới chân huyết rồi. Người trung niên nói, luyện huyết có 5 tầng, cậu luyện đến tầng 3 thì có thể uống đan dược phía sau, nó sẽ giúp cậu nhanh chóng đột phá tầng 5. Ngô Bình gật đầu, việc tu luyện này không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, anh bèn rời khỏi điện đường cực võ trước. Vừa ra ngoài, anh đã nhận được tin của Hầu Trấn Khôn bang chủ cái bang ở Vân Kinh, bảo là có tin tức liên quan đến yêu đình. Anh lập tức khởi hành đến Vân Kinh, tìm Hầu Trấn Khôn. Thưa cậu! Người của tôi nhận được tin, có một hộ thôn dân đào được một cái đỉnh to dưới đất, nhưng đỉnh vừa đào lên đã bị người ta cướp mất. Ngô Bình vội hỏi, là ai cướp? Hầu Trấn Khôn đáp, người nhà họ Ngô, hình như gần đây rất nổi tiếng. Ngô Bình giật mình, tên gì vậy? Ngô Trấn Tông, Hầu Trấn Khôn đáp, người nhà họ Ngô này hành động dứt khoát lắm, đánh chết người của hộ nhà nông này rồi cướp đỉnh cổ đi luôn. Chậc, thật ra người nhà đấy đòi không nhiều tiền. Chỉ vài nghìn long tệ thôi. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, tin tức của ông rất có giá trị. Có thưởng, đoạn ném cho đối phương 10.000 tiền bùa. Hầu Trấn Khôn rối rít cảm ơn. Suy nghĩ giây lát, Ngô Bình quyết định đến nhà họ Ngô một chuyến. Nhà họ Ngô không đủ năng lực, tuyệt đối không thể bảo vệ yêu đình. Hiện giờ cách làm thông minh nhất của họ là giao đỉnh ra, bằng không sớm muộn cũng bị diệt môn. Nghe ngóng dọc đường, anh mới tìm được nhà mới của họ Ngô. Đây là một trang viên rất rộng, chủ cũ bị người nhà họ Ngô đánh chết, rồi họ chiếm đoạt nơi này. Cổng trang viên nườm nượp người ghé thăm, hiện giờ nhà họ Ngô rất nổi tiếng, năng lực lại mạnh, nên bị nhiều họ hàng bám lấy. Ngô Bình đi đến trước cổng, người gác cổng liếc nhìn, thấy anh không mang quà bèn hỏi, đến làm gì? Ngô Bình bảo, tôi tìm Ngô Trấn Tông. Tên gác cổng biến sắc, khốn kiếp. Ngay cả họ tên của ông Tư mà cậu cũng dám gọi thẳng. Ngô Bình lạnh lùng hừ giọng, tên gác cổng đột nhiên nhũn chân, quỳ sụp xuống. Đúng lúc này, một chiếc ô tô chạy đến trước cổng. Xe này là bản giới hạn, trị giá mấy chục triệu. Cửa xe vừa mở, người bước xuống là Ngô Kháng Kháng. Ngô Kháng Kháng là con trai ông Tư Ngô Trấn Tông, cậu ta còn một người em gái tên Ngô Mộng. Ngô Kháng Kháng trông thấy Ngô Bình. Đột nhiên cười phá lên, ồ, Ngô Bình. Sao hả, nghe nói nhà tôi phát tài nên lại muốn đến đây nhận mặt người thân à? Ngô Bình lãnh đạm nói, Kháng Kháng, tôi đến nhà họ Ngô vì muốn cứu các người. Nhà họ Ngô sắp gặp họa lớn rồi. Ngô Kháng Kháng cười khẩy, gặp họa lớn. Bố tôi bây giờ là sự tồn tại đỉnh cấp của giới tu chân. Anh là cái thá gì mà dám đến trước nhà tôi ăn nói bậy bạ, có tin tôi sai người đuổi anh không? Ngô Bình cau mày. Nghĩ bụng thái độ của tên nhóc này vẫn thế, chẳng có chút tiến bộ nào. Anh nói cẩn thận, nếu không tôi đánh cậu đấy, anh hờ hững nói. Ngô Kháng Kháng cả giận, đánh tôi, anh thử xem. Chát! Ngô Bình giáng cho cậu ta một cái tát, Ngô Kháng Kháng gào lên thảm thiết, bị đánh đến mức xoay mòng mòng rồi ngồi phịch xuống đất. Anh dám đánh tôi, cậu ta vừa sững sờ vừa tức tối. Cứ nghĩ nhà họ Ngô phất lên rồi thì không ai dám động đến cậu ta nữa. Dạo này cậu ta toàn đi nghênh ngang ngoài đường, thấy ai không thuận mắt là sai người giết chết. Nhưng không ngờ tên Ngô Bình này dám đánh cậu ta ngay trước cổng nhà. Ngô Bình bồi thêm một cú đá, đứng dậy nói chuyện. Cú đá này đau đến mức khiến Ngô Kháng Kháng trực khóc. Cậu ta bò dậy, giận dữ nhìn Ngô Bình, anh dựa vào cái gì mà dám đánh tôi. Ngô Bình bảo, đưa tôi đi gặp bố cậu. Bằng không xảy ra chuyện thì cậu còn không kịp khóc đấy. Ngô Kháng Kháng cười khẩy, Ngô Bình, anh muốn xin bố tôi dạy anh tu hành sao? Anh đừng nằm mơ nữa, bố tôi không quan tâm đến anh đâu. Lúc này,
một chiếc ô tô khác chạy đến. Người ngồi trên xe là một ông lão và một bà lão, chính là vợ chồng Ngô Liên Thắng. Đôi giày bà lão đang đi có dán một lớp giấy vàng bên ngoài, óng ánh vàng. Trên cổ bà ta là một sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay. Đôi hoa tai làm bằng đá quý được bà ta đeo trên tai, như thể sợ người khác không biết nhà mình rất giàu vậy. Bà lão híp mắt nhìn Ngô Bình, lập tức nổi giận, Ngô Bình, thằng danh cậu còn đến nhà tôi làm gì? Đi, đi ngay. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của bà lão, Ngô Bình thản nhiên nói, tôi đến để nhắc nhở các người, nhà họ Ngô sắp bị diệt rồi. Mau gọi Ngô Chấn Tông ra gặp tôi. Thằng khốn này, Ngô Chấn Tông là để cậu gọi sao? Bố cậu không do nhà tôi sinh nhưng do nhà tôi nuôi đấy, Ngô Liên Thắng giận dữ nói. Ngô Bình nheo mắt, Ngô Liên Thắng, năm xưa người đó mà không đưa ông 300.000, ông có nuôi bố tôi không? Thì ra anh từng sai người điều tra chuyện năm xưa của bố anh, mới biết người mang bố anh đến nhà họ Ngô từng đưa cho họ 300.000. Nhà họ Ngô dùng 300.000 này để mua vài căn nhà, đợi sau này phá dỡ thì kiếm thêm vài căn nhà và cả chục triệu tiền mặt. Tuy có 300.000 nhưng Lý Niệm Tổ từ bé đến lớn không hề nhận được sự săn sóc yêu thương. Vì biết chuyện này, anh mới rẻ biểu lời của Ngô Liên Thắng. Sắc mặt của Ngô Liên Thắng rất khó coi, thằng khốn, làm sao cậu biết chuyện 300.000? Ngô Bình nói, Ngô Liên Thắng, tôi niệm tình bố nên mới đến nhắc nhở các người. Nếu đã không biết điều, vậy thì đành chịu. Dứt lời, anh xoay người đi thẳng, bà lão ở đằng sau nhổ tuệt nước bọt xuống đất, mắng nhiếc, đồ súc vật chết tiệt. Tôi nhổ vào, nhìn thấy nhà chúng ta phất lên nên muốn đến hưởng lợi đây mà, mơ đi. Tôi thả bố thí cho ăn xin cũng không cho nó. Cách nhà họ Ngô không xa có một quán trà. Ngô Bình tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ, giao trà tiên cho nhân viên phục vụ, bảo cậu ta đi pha một ấm. Anh có thể nhìn thấy tình hình nhà họ Ngô qua cửa sổ. Ngồi uống trà, anh đăng nhập mạng tiên. Lâu rồi anh chưa lên mạng, thấy có rất nhiều người nhắn tin cho mình, họ đều mong anh có thể luyện chế đan dược mới, có người còn cung cấp cả phương thức luyện đan nữa. Anh nhìn sơ qua, bảo Tiên Nhi sắp xếp những tin tức này lại rồi viết ra một danh sách. Sắp xếp xong, anh nói, Tiên Nhi, tìm giúp tôi xem có ai bán đấu giá đan dược thượng cổ không? Đan dược thượng cổ, dường như tu sĩ ngày nay không thể dùng được, nhưng thể chất của anh mạnh mẽ, có thể chịu được. Một lát sau, Tiên Nhi đã liệt kê ra hơn chục buổi bán đấu giá, anh xem hết một lượt, trong đó có một buổi đấu giá thu hút được sự chú ý của anh. Chỗ này đấu giá một loại đan dược thượng cổ tên là Long Lực Đan. Dùng đan dược này có thể tăng cường thêm sức mạnh bằng sức một con rồng. Tổng cộng có 6 viên long lực đan được bán đấu giá cùng nhau, giá khởi điểm lên đến 12 triệu tiền báu. Buổi đấu giá chưa bắt đầu, người chủ chỉ còn đang giới thiệu chi tiết về đan dược, nghe ông ta nói xong, Ngô Bình đã quyết định phải mua cho bằng được 6 viên đan dược này. Đấu giá bắt đầu. 12 triệu. 13 triệu. 14 triệu. Lần này cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Chẳng mấy chốc mà giá đã lên đến 20 triệu, rồi sau đó 30 triệu. Sau khi lên đến 30 triệu, chỉ còn lại hai người tiếp tục cạnh tranh. Lúc này Ngô Bình mới gia nhập đấu giá. 32 triệu, anh nói. 33 triệu, một người khác theo sát không buông. Sau vài lượt, giá đã lên đến ngưỡng 40 triệu. Cuối cùng đối phương đã hơi không chống đỡ nổi, do dự rất lâu mới nói 41 triệu. 42 triệu, Ngô Bình phải mua cho bằng được, dù giá có lên đến 100 triệu thì anh cũng phải lấy long lực đan này về. Cuối cùng đối phương đã từ bỏ, tài khoản của anh bị rút 42 triệu. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng vụt qua, trước mặt anh xuất hiện một bình đan dược. Anh vội mở bình đan dược, lấy ra một viên long lực đan để quan sát. Không hổ danh là đan dược thượng cổ, bề mặt của viên đan dược này có thần quang hình con rồng, trông có vẻ phi phàm. Anh suy nghĩ một lát rồi lập tức dùng một viên. Đan dược xuống bụng, một nguồn lực dồi dào xuất hiện, dưới da anh như có vô số con rắn nhỏ đang bò trườn, với thể chất của anh mà vẫn không kìm được phải kêu lên đau đớn, lộ ra vẻ mặt rất thống khổ. Nhưng rất nhanh, thân thể mạnh mẽ của anh đã dần hấp thu nguồn năng lượng này. Cuối cùng, nguồn năng lượng này được tôi luyện trong lò luyện võ đạo, hóa thành một con rồng nhỏ, bơi lội trong máu huyết của anh. Lúc anh thi triển sức mạnh. Sức mạnh của con rồng này được thêm vào, tăng thêm sức mạnh của một con rồng. Dược lực mạnh mẽ quá, mắt anh sáng hẳn lên, lập tức tiếp tục luyện huyết kinh của điện đường cực võ.
Có nền tảng tu luyện thiên huyết kinh, anh tu luyện luyện huyết kinh này cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc anh đã xong tầng 1, sau đó là tầng 2, đến khi lên đến tầng 3 chỉ mất chưa đến 1 giờ đồng hồ. Lúc này, trời đã chạng vạng, anh đang định đột phá tầng 4 thì nhìn thấy một luồng khí tức hung tàn đáp xuống nhà họ Ngô. Lúc này, Ngô Chấn Tông đang ngồi trong phòng luyện công, hai tay đang nâng một viên ngọc phát ánh sáng vàng để tu luyện. Tố chất của ông ta bình thường nhưng có sự giúp đỡ của viên ngọc này, tu vi của ông ta bỗng tăng thần tốc, hơn nữa còn tu luyện một công pháp tuyệt thế. Trong vòng chưa đến nửa năm, bây giờ ông ta đã là địa tiên bất tử rồi. Một luồng khí tức khủng bố bỗng đáp xuống, Ngô Chấn Tông cả kinh, cất viên ngọc đi, thoát cái ra ngoài sân. Lúc này, ông ta nhìn thấy con trai Ngô Kháng Kháng bị người ta đạp dưới đất, ngực lõm vào, đã tắt thở. Ông ta gào lên, bi phẫn cùng cực, mày dám giết con trai tao, chết đi. Ông ta dốc hết sức bình sinh để đấm một quyền về phía đối phương. Trông kẻ kia tầm 20 tuổi, chỉ phất nhẹ tay đã phát ra một sức mạnh khủng khiếp đánh vào người Ngô Chấn Tông. Ông ta kêu lên đau đớn, nửa thân người lập tức nổ tung. Con trai ơi! Bà cụ và Ngô Liên Thắng cũng đã ra ngoài, nhìn thấy cảnh này vừa hoảng sợ vừa đau đớn. Ngô Liên Thắng quát lên, tao liều với mày. Kẻ kia chỉ búng tay một cái, Ngô Liên Thắng bỗng nổ tung tại chỗ, trở thành một mảng xương máu. Ngô Chấn Nghiệp và Ngô Chấn Đạt lúc này cũng dẫn vợ con ra, nhìn thấy cảnh tượng máu me này, bọn họ đều bị dọa tới ngu người, đồng loạt quỳ xuống đất. Ngô Chấn Tông đã gần đất xa trời, ông ta căm giận nhìn kẻ kia, gằn giọng hỏi, sao lại giết người nhà của tao? Kẻ kia thản nhiên nói, trong mắt tôi, các người chẳng qua chỉ là một đám kiến hôi, giết thì đã sao? Giao yêu đỉnh ra đây, tôi có thể giữ lại mạng cho các người. Ngô Chấn Tông vừa phẫn uất vừa bi thương, mày, hiếp người quá đáng. Kẻ kia thờ ơ hỏi, không chịu sao? Nói rồi hắn phất tay. Đám người Ngô Chấn Nghiệp và Ngô Chấn Đạt cùng lúc nổ tung, hóa thành màn xương máu. Ngô Chấn Tông há miệng phun ra một ngụm máu tươi, hét lên, Ngô Mộng, con mau chạy đi. Ông ta vẫn còn một cô con gái không có mặt ở đây. Kẻ kia lạnh nhạt nói, vô ích thôi, tất cả người ở đây đều sẽ chết. Nói rồi, hắn đang định búng tay thì bỗng nhiên có một người đáp xuống trước mặt hắn, chính là Ngô Bình. Ngô Bình nhìn thi thể trên đất. Nét mặt khó coi, kẻ này ra tay quá nhanh, lúc anh đến thì chuyện đã thế này rồi. Anh không có cảm tình lắm với người nhà họ Ngô, nhưng dù sao cũng là nhà của ông bà nuôi. Ngô Chấn Tông nhìn thấy Ngô Bình, cảm nhận được khí tức kinh người của anh thì bỗng khóc, đám ngu ngốc này, ban ngày cháu đến thì bọn chúng lại đuổi cháu đi. Chú cũng ngu nốt, chú lại tưởng cháu đến để nhờ cậy chú. À, sao chú lại không chịu nghe lời khuyên nhủ của cháu cơ chứ? Ngô Chấn Tông bi thương tột độ, chỉ còn một cánh tay, tát mạnh mình một cái. Ngô Bình trầm giọng nói, đủ rồi, bây giờ không phải lúc tự trách. Người thanh niên kia quan sát Ngô Bình, nói, không ngờ ở đây cũng có cao thủ. Ngô Bình nhìn thi thể trên đất, anh khẽ than, hôm nay, tôi trả thù cho các người, cũng xem như là báo đáp công ơn nuôi dưỡng bố tôi. Anh đánh một quyền về phía đối phương, kẻ kia phất tay đánh một chưởng. Quyền và trưởng đối đầu nhau. Một tiếng động lớn vang lên, sức mạnh của Ngô Bình thế như trẻ tre, đánh vào cơ thể đối phương, chớp mắt đã tước đoạt sức sống của đối phương. Kẻ kia lộ vẻ kinh hãi, sau đó cơ thể hắn nổ tung, một đạo linh hồn sơ sinh bay ra, trốn lên không trung. Ngô Bình giơ tay, một đường kiếm quang bay ra, giết chết linh hồn sơ sinh trong nháy mắt. Linh hồn sơ sinh kia kêu thảm một tiếng, như muốn nói gì đó nhưng tiếc là không kịp nói. Giết kẻ kia xong, Ngô Bình nhìn Ngô Chấn Tông, sau đó ngồi xuống cứu ông ta. Ngô Chấn Tông thở dài, không ích gì đâu, linh hồn sơ sinh của chú đã sắp chết rồi, một quyền của kẻ kia đã hủy đi cơ hội sống của chú rồi. Ông ta nhìn Ngô Bình, Ngô Mộng đang ngủ phía sau nhà, bây giờ con bé là người duy nhất của nhà họ Ngô còn sống sót. Ngô Bình, cháu chăm sóc con bé thật tốt giúp chú nhé. Lúc này, Ngô Mộng từ sau nhà xông ra, nhìn thấy thi thể trên đất. Cô nhóc thét lên. Ngô Bình đứng dậy nói, người đã chết rồi, em cũng phải rời khỏi nơi này, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Mộng khóc lớn, chuyện gì đã xảy ra vậy, anh nói cho em biết đi. Ngô Bình phất tay, cả căn nhà bị đốt, sau đó anh đưa Ngô Mộng cưỡi độn quang rời đi. Trở về đảo Hưng Long, anh tới Long Hổ Tiên Cảnh,
giao Ngô Mộng cho mẹ Trương Lệ. Suốt dọc đường hết bay trên trời tới độn xuống đất, Ngô Mộng đã biết sự lợi hại của Ngô Bình rồi, cô nhóc cũng đã bình tĩnh lại nhiều. Lúc nhìn thấy Trương Lệ, cô nhóc òa khóc. Trương Lệ ôm cô nhóc, an ủi con gái, đừng đau lòng nữa, sau này ở với bác sẽ không tệ bạc với cháu đâu. Bà đã nghe Ngô Bình kể lại sự việc, bất giác cảm thấy Ngô Mộng rất đáng thương. Giao Ngô Mộng cho Trương Lệ xong, Ngô Bình tiện thể đi quanh một vòng. Lỗ Ngọc vẫn đang xây cung điện, bây giờ đã có một số phần xong rồi, nhìn thấy những tòa điện ngọc đẹp đẽ này, anh rất hài lòng nên khen Lỗ Ngọc vài câu. Không lâu sau, Ngô Bình lên mạng tiên, đọc được một tin tức. Nói là đứa con trai út được Hoan Võ Thiên Tôn yêu thương nhất đã bị giết ở Đại Lục Côn Luân. Anh đọc tin tức, người nhà họ Ngô được nhắc đến trên đó chính là Ngô Chấn Tông. Lẽ nào mình đã đánh chết con trai của Hoan Võ Thiên Tôn? Tin tức nói rằng Hoan Võ Thiên Tôn đã phát lệnh truy nã, phàm những người cung cấp manh mối sẽ thưởng 1 tỷ tiền báu. Nếu có thể bắt được hung thủ giao cho ông ta thì ông ta sẽ thưởng 10 tỷ tiền báu. Có thưởng ắt có người tranh, bây giờ toàn mạng đều đang truy lùng manh mối, hy vọng có thể giết được hung thủ đã giết con trai của Hoan Võ Thiên Tôn. Nhìn thấy tin này, Ngô Bình vô cảm, anh tự hỏi, không biết mình trở thành tiên quân thì có thể giết được chân tiên không nhỉ? Tính đến nay, số thiên tôn, thiên quân anh từng đắc tội không phải là số ít, không khỏi lo lắng về thực lực của mình, sinh ra cảm giác khao khát nâng cao võ lực. Anh lấy chiếc nhẫn Ngô Chấn Tông cho ra. Sau khi mở ra, bên trong có khá nhiều đồ, trong đó có cả một cái đỉnh và một viên ngọc phát ra ánh sáng vàng kim. Đỉnh này chính là yêu đỉnh. Anh mới nhìn sơ qua thì đã bị đạo thụ hút vào cơ thể. Đến nay, anh đã có được 4 đỉnh trong cửu đỉnh. Còn viên ngọc màu vàng kim thì khá là kỳ lạ. Anh cầm trong tay thì cảm nhận được có một luồng năng lượng vi diệu không ngừng rót vào cơ thể anh. Những năng lượng này mang theo thánh ý mãnh liệt, dường như có một vị hiền giả nào đó đang dạy dỗ anh. Ngọc Thiên Thánh. Bỗng nhiên Ngô Bình nhớ ra một món đồ. Sau khi Đại Thánh Thượng Cổ chết đi, trái tim thánh không bị diệt mà ngưng tụ thành Ngọc Thiên Thánh. Có những viên Ngọc Thiên Thánh sẽ bay lên trời hóa thành những ngôi sao cực lớn, chiếu sáng muôn đời, có những viên khác thì rơi xuống nhân gian, chọn người có duyên để cảm hóa. Ngay lúc này, trong đầu Ngô Bình xuất hiện một tia ý thức, anh đã biết đại khái về lai lịch của viên Ngọc này rồi. Chủ nhân của viên Ngọc là một vị Đại Thánh Thượng Cổ, tên Ngô Thiên Tử, người này tài năng đức độ đều không ai bì kịp, giáo hóa loài người. Sau khi Đại Thánh mất đi, giữ lại viên Ngọc Thiên Thánh này để truyền cho đời sau. Điều thú vị là bà cố của Ngô Bình chính là người nhà họ Ngô, bà cố ngoại cũng họ Ngô, thế nên trong người anh cũng có huyết mạch của nhà họ Ngô. Trước đây Ngô Chấn Tông có thể nhận được lợi ích từ Ngọc Thiên Thánh cũng chính vì ông ta là con cháu nhà họ Ngô, mà trong cơ thể Ngô Bình cũng có một phần huyết mạch của nhà họ Ngô, đương nhiên, anh cũng có thể nhận được lợi ích từ Ngọc Thiên Thánh. Trên thực tế, nước Viêm Long Trăm họ kết thông ra với nhau. Trong cơ thể mỗi người đều có huyết mạch của vài chục cho đến hàng trăm dòng họ, đa số đều có thể nhận được lợi ích từ Ngọc Thiên Thánh. Anh đang lĩnh hội Ngọc Thiên Thánh thì Hỉ Bảo cưỡi một con thuồng luồng nhỏ chạy ra. Lần trước anh đi thăm Long Thanh Khâm, tiện thể mang con thuồng luồng nhỏ này về, tránh để làm phiền cô ấy tu hành. Ngô Bình nhìn đứa con trai này một cái, Hỉ Bảo đã cao hơn 1m6, ra dáng một thằng con trai rồi. Thật ra tuổi cậu bé còn nhỏ nhưng vì vu thể chí tôn nên lớn nhanh thôi. Bố, con khỉ kia đánh con, đương nhiên là cậu bé nhắc đến Kim Tử. Thực lực của Kim Tử rất khủng bố, sau khi tu luyện công pháp Ngô Bình truyền thụ thì tu vi tăng đột biến, bây giờ đã có thể sánh với hư tiên rồi. Anh chợt thấy tức giận, cái con khỉ này lại dám đánh con trai anh. Đi, dẫn bố về tìm nó. Rất nhanh, Ngô Bình đã theo Hỉ Bảo tới sân sau. Sau đó thì thấy Kim Tử mặt mày bầm dập ngồi ở góc tường, bộ dạng đáng thương. Ngô Bình ngẩn người, anh nhìn Hỉ Bảo, cậu bé gãi đầu, nó đánh con đánh trả thôi. Ngô Bình đánh cái bóp lên đầu Hỉ Bảo, mắng, thằng nhóc thối, con nhìn con đánh Kim Tử thành bộ dạng thế nào rồi. Con dám vừa đánh trống vừa la làng. Kim Tử ấm ức tới trước mặt Ngô Bình lại tỏ vẻ khinh thường nói, Kim Tử, một đại yêu như mày lại không đánh lại Hỉ Bảo. Mày có thấy mất mặt không hả? Kim Tử muốn khóc, chủ nhân, ngài cũng không xem lại thử con trai mình có thực lực thế nào, một quyền của cậu đủ để trấn áp sức mạnh của tôi rồi, muốn tránh cũng tránh không được nữa. Ngô Bình khá kinh ngạc, Hỉ Bảo mạnh vậy sao? Anh nói, Hỉ Bảo, nào,
lại thử với bố vài chiêu. Thì bảo không muốn, bố, con biết con không đánh lại bố. Ngô Bình cười nói, chưa chắc, nào. Hai bố con vào tư thế, Thì bảo đánh một quyền tới, lúc quyền xuất ra, trật tự xung quanh chấn động, Ngô Bình cảm thấy mình bị một nguồn năng lượng trói buộc, thần hồn cũng hoảng hốt một phen. Một giây sau, anh triển khai sức mạnh tuyệt đối, chớp mắt đã phá vỡ trói buộc của Hỉ Bảo, hai bố con người một quyền kẻ một cước, đánh bất phân thắng bại. Ngô Bình càng đánh càng thấy mừng, thực lực của Hỉ Bảo bây giờ đã bằng 3-4 phần thực lực của anh, đồng thời tiến bộ rất nhanh. E rằng chẳng bao lâu nữa, đến anh cũng đánh không lại thằng nhóc này rồi. Hỉ Bảo lại rất bất lực, đánh vài chục chiêu thì thoát ra, nói, bố, con đã nói là đánh không lại bố rồi mà. Thực lực của bố mạnh quá, con hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngô Bình hỏi, con luyện Thiên Vu Kinh tới tầng mấy rồi? Thì bảo, tầng 7 rồi ạ, vài ngày nữa chắc sẽ lên đến tầng 8. Ngô Bình gọi Hỉ Bảo vào trong phòng, mở mạng thiên ra, sau đó nói với Tiên Nhi, cô tra thử có ai bán vu đan không? Vu đan là chỉ những đan dược người tu luyện vu đạo dùng. Thuật luyện đan của Ngô Bình chủ yếu là về tiên đan, còn đối với vu đan, anh cũng không am hiểu lắm, chắc hai loại đan dược này cũng có điểm tương đồng. Tiên Nhi lập tức liệt kê ra vài trang mạng, Ngô Bình xem sơ qua, phát hiện thật sự có người bán vu đan. Tiên Nhi, có nhiều người mua vu đan không? Tiên Nhi, nhiều lắm, có nhiều người có được công pháp phù tu, bèn tu luyện kết hợp nó với tiên đạo, hiệu quả lúc nào cũng khiến người ta bất ngờ. Ngô Bình, không phải tiên giới không cho phép phù tu tồn tại à? Tiên Nhi, vì những người này không chỉ đơn thuần là vu tu, nhiều người chỉ là lấy vu tu để tham khảo, thế nên tiên giới luôn mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ Ngô Bình mới yên tâm, anh tìm được một loại chân vu đan, là một loại đan dược cổ mà đại vu thượng cổ dùng. Giá cả loại đan dược này rất đắt đỏ, một viên tốn đến 3 triệu tiền báu. Ngô Bình mua một lần 10 viên, sau đó lại bỏ ra 2.000 tiền báu nữa để mua một viên vu vương đan. Sau khi nhận được đan dược, anh bảo Hỉ Bảo cứ 7 ngày uống một viên chân vu đan, sau khi luyện đến tầng thứ 8 Thiên Vu Kinh thì dùng vu vương đan, giúp cậu bé đột phá tầng thứ 10. Đừng ham chơi, mấy ngày này chăm chỉ tu luyện vào, qua vài hôm nữa thì đi đánh nhau với bố. Vừa nghe đến đánh nhau, Hỉ Bảo đã hừng hực khí thế, gật đầu thật mạnh, dạ. Nhất định con sẽ cố gắng tu luyện, lúc đánh nhau, bố phải gọi con đấy nhé. Hỉ Bảo xuống dưới tu luyện. Kim Tử đáng thương đi vào nói, chủ nhân, tôi yếu quá, lại bị một thằng nhóc đánh cho bầm cả mình. Ngô Bình, thực lực của Hỉ Bảo tương lai có thể vượt qua cả tao, mày bị đánh cũng là chuyện thường thôi. Mày cố gắng tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày trở thành cao thủ yêu đạo. Kim Tử gãi đầu nói, chủ nhân, tôi muốn vào rừng nguyên sinh để lăn lộn, loài thú bọn tôi phải ở trong hoàn cảnh nguy hiểm thì mới trưởng thành nhanh được. Tuy ở đây có chủ nhân chỉ dạy, có đan dược để dùng nhưng vẫn không thấy tự do bằng ở ngoài. Ngô Bình cười nói, vậy cũng tốt, mày muốn đi đâu? Kim Tử, tôi muốn tự tới núi Bách Vạn ở phía nam để xông pha, đợi đến lúc gần đột phá sẽ trở lại tìm chủ nhân giúp đỡ. Ngô Bình suy nghĩ rồi đồng ý yêu cầu của Kim Tử, để nó đi. Nhưng anh cho nó một số bùa ngọc, nếu gặp phải nguy hiểm gì có thể bóp nát bùa ngọc, anh sẽ lập tức tới cứu. Sau khi tiễn Kim Tử đi, anh tới điện truyền kỳ, uống đan dược tiếp theo. Chỉ sau khi luyện lên đến tầng 3 của luyện huyết kinh mới được dùng đan dược này. Đan dược treo lơ lửng trên không trung, có hình háng của một đốm lửa màu vàng, Ngô Bình giơ tay bắt lấy, đan dược này lập tức hòa vào trong cơ thể anh. Tích tắc sau, sức mạnh ngọn lửa bắt đầu tôi luyện thân thể anh, khiến thể chất của anh càng hoàn mỹ hơn. Anh lập tức nhân cơ hội luyện tầng thứ 4, quả nhiên đã dễ dàng đột phá. Lúc năng lượng đan dược tiêu hao hết, anh đã thuận đà đột phá tầng 5 luyện huyết kinh. Đối với anh, dường như luyện huyết kinh không hề khó, thế nên anh nghỉ một lát rồi tiếp tục luyện cảnh giới tiếp theo của Thiên Huyết Kinh Vương Huyết. Vương huyết không chỉ là huyết dịch mạnh mẽ, có thể mang theo nhiều năng lượng hơn mà đồng thời vương huyết còn có thể hình thành áp chế huyết mạch đối với nhân loại bình thường. Nói một cách khác, thật ra vương huyết này tương đương với huyết mạch của nhân vương. Tuy Ngô Bình đã là nhân vương từ lâu rồi nhưng không chuyên tu luyện huyết dịch, bây giờ tu luyện ra vương huyết cũng được xem như là bổ sung cho trước đây. Đương nhiên, với tố chất của anh, vương huyết cũng chẳng có gì khó khăn, lại cộng thêm anh có nền tảng luyện huyết kinh, chẳng mấy chốc đã đột phá, luyện ra được vương huyết. Vương huyết vừa được luyện ra,
toàn thân Ngô Bình đã xuất hiện một loại khí tức vương tộc, đây là loại khí tức vương giả khắc vào sâu xương tủy, còn nồng đậm hơn cả lúc anh trở thành nhân vương. Vương huyết có thể truyền cho con cháu đời sau, sau này Ngô Bình có con cái, con anh sinh ra đã mang sẵn vương huyết trong người. Tu thành vương huyết, anh lại lấy ra bộ công pháp thứ hai trong điện đường cực võ tráng cốt kinh. Ý nghĩa cũng như tên, thứ tráng cốt kinh luyện chính là xương cốt. Khung xương trong cơ thể người vô cùng quan trọng, thế nên lúc nào hình dung tư thế con người, người ta cũng lấy dáng vẻ ra để tả. Tả một người khí thế phi phàm cũng sẽ dùng những câu như dáng vẻ cao ngạo. Xương là bộ khung nâng đỡ cơ thể người, không có xương, con người không thể di chuyển, trở thành động vật thân mềm. Ngoài ra, xương còn có chức năng tạo máu, thế nên người có chất lượng xương tốt thì năng lực tạo máu cũng sẽ mạnh. Bộ phận quan trọng nhất trong khung xương chính là xương sống. Nó kết nối tất cả dây thần kinh toàn thân, khống chế động tác và cảm giác của toàn bộ cơ thể. Xương sống này giống như một con rồng, nâng đỡ cơ thể con người. Lúc trước Ngô Bình luyện ngũ long thánh quyền nên đã luyện ra được xương cột sống vững chắc như một con rồng lớn. Tráng cốt kinh có 5 tầng, tầng thứ nhất là cải tạo toàn bộ tế bào xương, biến thành tế bào xương mạnh hơn, đồng thường cường hóa chức năng tạo máu. Có được tráng cốt kinh, giọng nói kia vang lên, học xong tráng cốt kinh. Cậu có thể dùng viên đan dược tiếp theo, tên là Thánh Cốt Đan. Dùng viên đan dược này, việc tu hành của cậu sẽ tăng tiến nhanh chóng hơn nữa. Ngô Bình tới trước viên đan dược kia, Thánh Cốt Đan là một đốm sáng trắng, bên ngoài có 3 tầng phù văn bao bọc, bên trong là một đạo thần cấm. Nhìn thấy viên đan dược này, anh không khỏi kinh ngạc thốt lên, đan dược cao cấp thật đấy. Với trình độ của tôi bây giờ không thể nào luyện chế ra nó được. Giọng nói kia, đương nhiên rồi. Chỉ có đại thánh thượng cổ mới có thể luyện ra loại đan dược này thôi. Ngô Bình hỏi ông ta, ông có tên không? Đối phương nói, tôi là một tia ý thức của điện đường cực võ, cậu gọi tôi là cực võ cũng được. Ngô Bình gật đầu, được, cực võ, tôi phải ra ngoài rồi. Thần chiếu, hiện tại đã có hơn 100 người thiệt mạng, bị thương hơn 300 người. Ngô Bình nheo mắt nói, có biết tin tức gì về những yêu quái kia không? Thần chiếu, cái này thì Lý Dư nắm rõ. Ngô Bình gọi Lý Dư tới hỏi, những yêu quái kia có lai lịch thế nào? Lý Dư, chủ nhân, số yêu quái này đều là thú cưng của một thế lực lớn trong hồ Ma Long. Ngô Bình, thế lực nào? Lý Dư, đảo băng hỏa. Diện tích đảo băng hỏa này rất lớn, trên đảo có núi lửa và núi băng, nửa lạnh nửa nóng. Trên đảo có một thế gia tu hành, họ Đinh, có thiên tiên chấn giữ. Thần chiếu, mấy con yêu quái kia có một con sói tuyết, một con cá sấu lửa, đều là những hung vật được sinh ra từ đảo băng hỏa. Ngô Bình, sói tuyết và cá sấu lửa có thường xuyên đến không? Lý Dư, dăm ba ngày lại tới một lần, tôi đã từng đánh với chúng nó, kết quả là đánh không lại. Ngô Bình cười khẩy, so với đánh chó thì chi bằng tới tìm thẳng mặt chủ nhân của nó. Các cậu trông nhà, tôi tới đảo băng hỏa một chuyến. Đảo băng hỏa nằm ở vị trí chính giữa hồ Ma Long, từ đông sang tây dài 2.000 dặm, nam lên bắc dài 1.500 dặm. Phía tây đảo quanh năm tuyết trắng, gió lạnh buốt xương, phía đông đảo lại cực kỳ nóng bức. Nơi có thể sinh sống trên đảo là khu vực giao thoa giữa cái lạnh và cái nóng, diện tích tầm 100.000 km vuông. Khu vực này nằm ở vùng trũng trung tâm, khí hậu ôn hòa, đều là đất bằng. Trên đồng bằng này, có một thế gia tu hành hùng mạnh nhà họ Đinh. Nhà cửa của nhà họ Đinh nối liền, trong đó có hơn 10.000 người sống. Mật độ dân số ở cả vùng trũng này cực kỳ cao, có đến 30 triệu người sống ở đây. Lúc này, trong một tòa nhà lớn ở nhà họ Đinh, một con sói tuyết cao mười mấy mét đang nằm phục trên đất. Trước mặt nó là một cô gái áo đỏ xinh đẹp, cô gái sẵn giọng nói với nó, Tuyết Nhi, mày lại ra ngoài ăn thịt người nữa à? Mày bướng quá đấy, nếu bố tao biết được, không biết sẽ dạy dỗ mày thế nào đâu. Sói tuyết ngoan ngoãn rụi đầu vào người cô gái, tỏ vẻ nịnh nọt. Đúng lúc này, con sói tuyết bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu cực kỳ hung dữ, nhìn chằm chằm lên không trung. Lúc này, Ngô Bình đang cưỡi kiếm quang, bay đến trên không trung đảo băng hỏa. Anh không hề che giấu khí tức khủng bố và sát khí kinh thiên của mình. Anh dùng sát khí chấn áp, toàn đảo hoảng hốt. Cô gái áo đỏ kinh hãi nói, ai dám xông vào đảo băng hỏa của tôi? Cuối cùng Ngô Bình đã làm kinh động một vị thiên tiên trên đảo băng hỏa, một bàn tay băng tuyết bay lên không trung, muốn lôi Ngô Bình xuống. Tên trộm to gan,
đảo băng hỏa là nơi mày có thể xông vào sao, chủ nhân của bàn tay băng kia giận dữ nói. Ngô Bình nhìn xuống, sử dụng phù ấn cuồng lôi, một trường ấn ngưng tụ từ sấm sét ầm ầm đánh xuống. Trường ấn ẩn chứa sấm sét được phát động đồng thời từ 3.000 lôi thần, lại có hàng tỷ bùa sấm lập lòe, khí tức hủy thiên diệt địa đó khiến cho tất cả người trên đảo đều phải tái mặt. Rắc! Bàn tay băng tuyết lớn kia vỡ nát trong nháy mắt rồi bốc hơi, người ở bên dưới kêu lên đau đớn, dường như đã bị thương. Thế mà dư lực của trường ấn sấm sét vẫn chưa giảm, ập thẳng xuống phía nhà cửa của nhà họ Đinh. Trường này mà đánh xuống, không biết sẽ giết chết bao nhiêu người. Bỗng nhiên, một luồng khí tức khiếp người xuất hiện, có người cầm một chiếc bảo ô trống lên trời, chiếc bảo ô này phát ra vô vàn nguyệt quang, đỡ được trưởng ấn sấm sét của Ngô Bình. Ngô Bình thấy đòn công kích của mình không phá được nguyệt quang thì hừ lạnh một tiếng, tay nắm lấy ngũ hành phiên thiên ấn, đấm mạnh xuống. Ầm! Ánh sáng ngũ sắc mạnh mẽ đánh xuống, mang theo uy lực kinh hãi thế tục. Trong đòn này, Ngô Bình thậm chí còn dùng cả ý nghĩa chân ấn, hòa trộn cả hóa thân kiếm đạo sắc bén nữa. Rắc! Một âm thanh thanh thúy vang lên, bảo ô vỡ nát. Nhưng anh cũng đã thu hồi trưởng ấn sấm sét, anh lạnh lùng nói, ai là chủ của sói tuyết và cá sấu lửa? Lăn ra đây chịu chết cho tôi. Giọng anh vang dậy như sấm, kiếm quang uốn lượn đầy trời, lúc nào cũng có thể chém chết người bên dưới. Cô gái áo đỏ kia hoảng hốt, cô ta nhìn Tuyết Nhi một cái rồi nói, toi rồi Tuyết Nhi ơi. Lần này mày gây ra họa lớn rồi. Sói tuyết nhe nanh, bỗng phóng lên trời, bổ nhào về phía Ngô Bình. Nó quen thói ăn thịt người, lại không xem Ngô Bình ra gì. Ngô Bình thấy một con chó sói khổng lồ bổ tới liền biết nó chính là hung thủ ăn thịt người. Anh hừ lạnh một tiếng rồi lập tức tung ra kiếm quang thái cực. Kiếm quang vừa vung ra, con sói tuyết đang xông tới được nửa đường lập tức bị chém thành vô số mảnh vụn, vụn thành phân tử nhỏ nhất. Một nhát kiếm chém chết sói tuyết, sát khí của anh càng dữ dội hơn, lãnh khốc nói, tôi đếm đến ba, bước ra đây chịu chết. Một người đàn ông áo trắng xông lên trời, ông ta đứng đối diện Ngô Bình, quan sát anh rồi ôm quyền nói, cậu bạn, tôi là băng tổ của đảo băng hỏa, cậu có gì có thể nói với tôi? Ngô Bình, đảo băng hỏa của các ông dung túng cho cá sấu lửa và sói tuyết tới đảo của tôi hại người, ăn thịt người, đã có hơn 100 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Hôm nay tôi đến đây để xem các người tính giải quyết thế nào. Sắc mặt vị băng tổ này khó coi, ông ta nói, chuyện này là sơ sót của chúng tôi, nhưng mong cậu tin rằng chúng tôi không hề dung túng hai con súc vật này làm hại con người mà do chúng nó lén trốn ra ngoài. Ngô Bình cười khẩy, chúng nó lén trốn ra ngoài thì các ông không có trách nhiệm gì cả à? Thế mấy trăm người chết và bị thương kia đều đáng đời à? Người đàn ông thở dài, cao giọng ra lệnh, mang cá sấu lửa lên đây. Ngô Bình cười khẩy, xem ra kẻ dung túng cho cá sấu lửa làm hại người chính là thằng oát con súc sinh mày. Cậu thiếu niên giận dữ, mày dám mắng tao là oát con súc sinh. Xích Long, ăn hắn cho tao. Cậu thiếu niên này được cưng chiều từ bé, coi trời bằng vung, làm vương làm tướng trên đảo, không ai dám chọc vào. Hắn đâu biết mình đã chọc phải nhân vật đáng sợ đến cỡ nào. Con cá sấu lửa kia được hắn nuôi từ nhỏ, nghe lệnh lập tức gào lên. Há miệng phun quả cầu lửa ra, muốn thiêu chết Ngô Bình. Ngô Bình híp mắt, kiếm vực mở rộng, bao trùm hết tất cả mọi thứ xung quanh lại. Thoáng chốc quả cầu lửa kia đã tắt ngúm, một đạo kiếm quang bay tới, con cá sấu lửa kia bị chém nát tươm, kêu thảm rồi rơi xuống đất. Băng tổ cũng cả kinh, bây giờ ông ta đang đứng trong kiếm vực của Ngô Bình, nhưng không thể nào thi triển được pháp lực của mình. Quỳ xuống. Ngô Bình lạnh lùng quát. Cậu thiếu niên kia không thể kiểm soát được mình, lập tức quỳ xuống. Ngô Bình, giết người đền tội, mày xứng đáng chết. Trong mắt cậu thiếu niên lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn từ từ cầm một thanh đoản kiếm lên, bắt đầu tự cắt đầu mình, từng chút một. Đừng, băng tổ kêu lên. Nhưng cậu thiếu niên đã hoàn toàn không khống chế được mình, hắn tiếp tục từng chút tự cắt đầu mình. Cắt đầu xong, tay phải hắn nắm lấy đầu. Sau đó tự nổ nguyên thần, chết hẳn. Băng tổ đau buồn hét lên, mày thật ác độc. Ngô Bình nổi giận, so với việc các người giết hại hàng trăm dân lành thì ai ác hơn. Ông cũng không thoát tội được đâu, chết đi cho tôi. Bù. Hàng tỷ kiếm quang quét qua, vị băng tổ kia hóa thành màn xương máu trong nháy mắt, không thét lên được lời nào đã chết. Một giây sau,
vô số kiếm quang phóng xuống mặt đất hệt như mưa sao băng. Một người đàn ông mặc áo bào màu đỏ dương một màn hỏa quang lên, miễn cưỡng chống đỡ được số kiếm quang này, ông ta hét lớn, cậu bạn xin bớt giận. Tôi là hỏa tổ của nơi này, chúng tôi bằng lòng nhận tội bồi thường. Ngô Bình lạnh lùng nói, các ông thân là người quản lý đảo, tội chết khó tha, chết đi. Anh chỉ hơi dùng lực, màn hỏa quang kia lập tức bị xé toang, vô số kiếm quang xuyên qua người vị hỏa tổ này, ông ta chết không kịp ngáp. Đến thế giới linh đài cũng bị nổ vụn. Sau đó, vô số tu sĩ của nhà họ Đinh chia ra trốn chạy tứ phương, nhưng kiếm vực của Ngô Bình đã mở rộng, bọn họ không thể nào thoát được. Nhìn thấy những người này sắp bị Ngô Bình giết chết, một cô gái xông tới quỳ dưới chân anh, khẩn thiết cầu xin, kiếm tiên tử bi, chúng tôi đã sai rồi. Những người khác đều là tu sĩ vô tội, bọn họ không đáng phải chết. Những kiếm quang Ngô Bình xuất ra bỗng đứng yên, anh thờ ơ nhìn cô gái nói, hơn trăm mạng người trên đảo của tôi, các cô đền nổi không? Cô gái vội nói, kiếm tiên đại nhân, ngài có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì, đảo băng hỏa tôi sẽ dốc sức làm ngài thỏa mãn. Ngô Bình thản nhiên nói, vậy thì dùng toàn bộ đảo băng hỏa để bồi thường. Người của nhà họ Đinh cô từ nay trở thành tôi tớ của tôi. Nếu không phục thì giết sạch. Giọng nói của anh truyền tới tai của mỗi người nhà họ Đinh, đám người này bi phẫn cùng cực nhưng không dám phản kháng. Đến cả băng tổ và hỏa tổ còn bị người này dễ dàng chém chết thì sao bọn họ đấu cho lại. Lúc này, nhà họ Đinh phái một ông cụ đức cao vọng trọng lên, ông cụ khom người tới trước mặt Ngô Bình. Ông ta quỳ xuống, nhà họ Đinh chấp nhận yêu cầu của ngài. Ngô Bình lạnh lùng nói, từ bây giờ, các người đều là nô lệ của tôi, gọi tôi là chủ nhân. Chủ nhân, ông cụ hèn mọn đáp, ánh mắt tràn ngập sự bất lực và bi thương. Ngô Bình đáp xuống một căn nhà lớn, ngồi trong phòng khách lớn. Sau đó, tất cả nhân vật có vai vế trong nhà họ Đinh đều tới bái kiến. Có hơn trăm người quỳ trong sảnh, Ngô Bình nhìn lướt qua một lượt. Lạnh giọng hỏi, tôi thấy dường như các người không tu băng thì cũng tu hỏa, việc này là vì lý do gì? Cô gái áo đỏ kia nói, thưa chủ nhân, pháp môn mà đảo băng hỏa chúng tôi tu luyện chỉ có hai loại, một loại tên là Thiên Dương Quyết, loại còn lại tên Thái Âm Kinh. Ngô Bình, ồ, lấy Thiên Dương Quyết và Thái Âm Kinh của các người lại đây cho tôi xem thử. Cô gái áo đỏ nói, thưa chủ nhân, đảo băng hỏa chia làm hai phần, mỗi bên đều có một tấm bia. Trên bia băng ghi chép Thái Âm Kinh, còn bia hỏa thì ghi chép Thiên Dương Quyết. Tố chất của người nhà họ Đinh chúng tôi có hạn nên chỉ lĩnh ngộ được chút gia lông, thật ra không tu luyện được công pháp chân chính. Ví như hỏa tổ, ông ấy cũng chỉ lĩnh ngộ được một phần nghìn Thiên Dương Quyết. Ngô Bình, ồ, nói vậy thì thật ra không thể tu luyện được Thiên Dương Quyết chân chính sao? Cô gái gật đầu, thế thì phải cần người có tố chất kinh thiên, hoặc thiên kiêu mới có thể học được. Tiếc là nhà họ Đinh chúng tôi chưa từng xuất hiện một thiên kiêu nào. Ngô Bình hỏi cô ta, cô tên gì? Cô gái áo đỏ đáp, nô tỳ tên là Đinh Sương Nhi. Ngô Bình, Đinh Sương Nhi, cô dẫn tôi đến bia băng coi thử. Vâng, Đinh Sương Nhi vội đáp. Đinh Sương Nhi dẫn đường, hai người tới Tây Đảo, nơi đây chập trùng núi băng ngàn năm, cùng lớp băng tuyết dày cộm, nhiệt độ cực thấp. Với tu vi của Ngô Bình mà vẫn còn cảm thấy giá lạnh. Đinh Sương Nhi dường như không thể nào chịu đựng được cái lạnh, run lên cầm cập, gương mặt tái xanh, Ngô Bình bèn lấy tiên y cửu bảo ra cho cô ta mặc. Tiên y có thể giữ ấm, vậy nên Đinh Sương Nhi mới khôi phục lại bình thường. Cảm ơn chủ nhân, cô ta nói, phía trước chính là bia băng. Quả nhiên, trên một ngọn núi tuyết trước mặt có một tấm bia băng bị đóng một lớp băng tuyết. Trên bia có khắc một bài kinh văn được viết bằng văn tự cổ xưa. Văn tự này còn cổ xưa hơn cả tiên văn nữa, được trật tự đại đạo hình thành tự nhiên, tên là đạo ngôn. Chẳng trách người nhà họ Đinh trên đảo băng hỏa chỉ có thể hiểu được chút gia lông bên ngoài, đạo ngôn này đâu phải ai đọc cũng có thể lĩnh ngộ được đâu. Đinh Sương Nhi, chủ nhân, đây chính là Thái Âm Kinh. Nhưng kinh văn hàm ý quá sâu rộng, khó hiểu, thế nên tiên tổ của chúng tôi chỉ có thể hiểu được một phần rất nhỏ mà thôi. Ngô Bình nhìn bia băng hỏi, Thái Âm Kinh này đã tồn tại bao lâu trên đảo rồi? Đinh Sương Nhi suy nghĩ rồi đáp, rất rất lâu rồi, dường như hồ Ma Long được hình thành không bao lâu thì đảo băng hỏa đã xuất hiện rồi, lúc đó trên đảo đã có hai tấm bia. Người bên ngoài có biết về hai tấm bia này không, anh hỏi. Đinh Sương Nhi, nghe các tiền bối nói thì xưa kia đảo băng hỏa thuộc về khu vực cấm sinh mệnh, đến Đại La Kim Tiên cũng không đến gần được.
mãi cho đến khi thời không trùng lập, người nhà họ Đinh chúng tôi mới bất ngờ lên đảo được. Nhưng mới đầu, chúng tôi cũng chỉ dám sinh sống ở đồng bằng chính giữa mà thôi. Mãi cho đến 1.000 năm trước, băng tổ và hỏa tổ mới chia nhau vào băng khu và hỏa khu, lần lượt lĩnh ngộ được một phần nhỏ văn tự trên hai tấm bia. Ngô Bình, nói vậy thì phải đến 1.000 năm trước nhà họ Đinh các cô mới biết trên đảo có bia văn tự. Nhưng vì nơi đây thuộc về không gian gập nên chia cách với thế giới bên ngoài, người bên ngoài không hề biết gì. Đinh Sương Nhi gật đầu, đúng vậy thưa chủ nhân, nếu không những thế lực lớn kia e là đã xông vào đảo băng hỏa lĩnh ngộ bia văn tự từ lâu rồi. Ngô Bình ừ một tiếng rồi nói, cô về trước đi. Đinh Sương Nhi lui xuống, Ngô Bình đứng lơ lửng, nhìn chằm chằm vào kinh văn Thái Âm Kinh, như đang suy nghĩ gì đó. Trước đây anh tu luyện âm dương tạo hóa công đã đạt đến tầng âm dương thái cực rồi. Nhưng sau đó vẫn còn một tầng cao thâm hơn, cửu âm cửu dương. Anh lờ mờ cảm nhận được, cửu âm mà anh đang tìm kiếm có liên quan đến tấm bia này. Đạo ngôn trên bia Thái Âm Kinh, trong mắt anh dần dần sinh ra biến hóa, sau đó một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện. Văn tự trên bia đã biến mất sạch, sau đó ngưng tụ thành một hình vẽ. Hình vẽ này vô cùng phức tạp, hàm chứa đạo Thái Âm, bí mật cửu âm, anh chỉ nhìn một cái mà cơ thể đã rét run. Anh phóng nhân cách tối thượng, dùng khả năng nhìn thấu vạn vật, cố hết sức lĩnh ngộ nội dung trên hình vẽ này. Nhưng trong u minh, vạn vật trong trời đất bỗng sinh một luồng ác niệm đối với anh, một nguồn năng lượng không thể chống đối bắt đầu ngăn cản anh lĩnh ngộ Thái Âm Kinh. Trước mắt anh bắt đầu xuất hiện ảo giác, bên tai xuất hiện âm thanh lời nguyền. Kiên trì được vài phút, anh dần dần sắp không chống đỡ nổi. Đúng lúc này, đạo thụ khẽ chấn động, phóng ra khí tức cuồn cuộn, giúp anh chống lại uy lực đất trời. Đồng thời, anh cảm nhận được lực công đức trong mình bắt đầu tiêu hao. Anh làm vô số việc thiện, tích lũy lượng lớn công đức, lúc này, số lực công đức này cũng giúp anh chống lại uy lực của đất trời. Lúc anh lĩnh ngộ hết Thái Âm Kinh thì lực công đức đã tiêu hao sạch, sức mạnh của đạo thụ cũng yếu đi rất nhiều. Lúc này, khí lạnh quanh người anh hoàn toàn biến mất, tóc anh cũng biến thành màu trắng, mắt trái anh xuất hiện một Thái Âm đồ huyền diệu, khó mà dùng lời để miêu tả. Anh khẽ cười nói, thì ra đây chính là Thái Âm. Sau đó, anh bước một bước đã xuất hiện ở phía đông đảo băng hỏa. Ở đây là một ngọn núi lớn có lửa cháy ngùn ngụt, nhiệt độ cực cao, dù là sắt thép cũng phải bị nung đến bay hơi, người thì càng không thể sống được. Một ngày sau, trong mắt phải của anh cũng xuất hiện một hình vẽ cực kỳ phức tạp, Thái Dương đồ, vô cùng huyền ảo, không thể miêu tả bằng lời. Lúc này, Ngô Bình phất tay một cái, núi tuyết ở phía tây đã biến mất, núi lửa ở phía đông cũng tan biến. Sau đó, mây mù cuồn cuộn kéo đến trên không trung, mưa lớn chút xuống. Sau một trận mưa, nơi trước đó vốn lạnh lẽo và nóng bức, cây cối lại đâm chồi non, tương lai không xa, cả đảo sẽ phủ đầy cây xanh, trở thành nơi dễ sinh sống. Người sống trên đảo băng hỏa đều cảm nhận được sự thay đổi của đảo, chuyện gì thế này? Lúc này Ngô Bình đang ở trên một đỉnh núi trên đảo, anh ngồi xếp bằng, bắt đầu đột phá cửu âm cửu dương. Trong cơ thể anh có hai nguồn sức mạnh thiên dương và sức mạnh thái âm. Lúc này hai nguồn sức mạnh dần dần bị thuần hóa, hợp lại làm một dưới sự khống chế của âm dương tạo hóa công. Ngày hôm sau, Ngô Bình tu luyện thành công, cuối cùng anh cũng đã hoàn thành được cửu âm cửu dương. Đây là trạng thái sinh mệnh cao cấp hơn cả âm dương thái cực. Lúc này, anh bắt đầu tu luyện cảnh giới thứ 6 của Địa Tiên, công pháp phụ trợ cho cảnh giới thần cung, thiên cung bí thuật. Thuật này có thể giúp anh tạo ra được thần cung tử phủ mạnh nhất và độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Thần cung là nơi nguyên thần cư ngụ và tu luyện. Trong thần cung, nguyên thần của Ngô Bình sẽ kết thành thai thần. Sau khi thai thần viên mãn thì sẽ sinh ra thể sinh mệnh cao cấp hơn nguyên thần, đó là linh hồn sơ sinh. Linh hồn sơ sinh là trạng thái sinh mệnh được hình thành sau khi nguyên thần dung hợp với năng lượng của trời đất. Linh hồn sơ sinh là sự hòa hợp giữa vật chất và năng lượng, một khi sở hữu được linh hồn sơ sinh thì thực lực của Ngô Bình sẽ tăng vùn vụt, vượt xa hiện tại. Ở tiên giới, tu sĩ có linh hồn sơ sinh mạnh mẽ sẽ được phong là chân quân. Đương nhiên, linh hồn sơ sinh của Ngô Bình có một tên gọi khác là thần anh. Chỉ có tu sĩ cực kỳ hùng mạnh mới có được thần anh. Thần anh trưởng thành, sau khi trải qua lôi kiếp thì sẽ có thể bước vào cảnh giới thần hóa. Cái gọi là thần hóa chính là biến hóa thành thần linh. Đương nhiên, tuyệt đại đa số tu sĩ đều không có tư cách thần hóa, thế nên cửa ải này chỉ để đó,
dùng một vài thủ đoạn để tự lừa mình dối người mà thôi. Có vài tu sĩ, dứt khoát bỏ đi cảnh giới thần hóa, đột phá thẳng lên cảnh giới long môn phía sau. Dãy tu luyện này, cửa ải quan trọng nhất chính là cảnh giới thần cung. Xây dựng thần cung kiên cố thì thai thần mới mạnh mẽ, thai thần mạnh mẽ thì linh hồn sơ sinh sẽ mạnh mẽ, vậy mới vượt qua được lôi kiếp, cuối cùng thành công thần hóa. Thiên cung bí thuật là một công pháp bổ trợ rất khó tu luyện, từ xưa tới nay, số người thành công cực hiếm. Thuật này cho rằng phải dùng năng lượng mạnh nhất đất trời để tạo nên thần cung, thế thì mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Ngô Bình vừa lĩnh ngộ được sức mạnh cửu âm cửu dương, vừa hay có thể dùng năng lượng huyền diệu này để tạo thần cung. Nhưng xây thần cung cần nhiều vật liệu quý. Anh đăng nhập mạng tiên, bảo tiên nhi tra cứu giúp mình. Không bao lâu sau, anh đã mua đủ 28 loại vật liệu, tiêu tốn hơn 10,9 tỷ tiền báu. Anh không có nhiều tiền như vậy nên đã liên hệ với sư tôn La Thiên Tướng. Nghe tin đệ tử sắp xây thần cung, La Thiên Tướng vui mừng khôn xiết, bèn chuyển ngay 20 tỷ cho tài khoản mạng tiên của anh. La Thiên Tướng còn dặn đi dặn lại, bảo Ngô Bình không cần tiết kiệm, cứ mua thứ tốt nhất. Đây chính là mức tiêu hao tài nguyên của thiên kiêu. Thiên địa kiếm tông còn phải chật vật mới có thể bồi dưỡng một thiên kiêu như Ngô Bình. Nếu họ có hai thiên kiêu thì phải giật gấu vá vai, khó lòng đáp ứng đầy đủ. Tài khoản có tiền rồi, Ngô Bình lập tức mua hết vật liệu, bắt đầu xây thần cung. Anh lấy sức mạnh cửu âm cửu dương làm nền tảng, kết hợp với vật liệu quý của trời đất, bổ trợ bằng bí pháp, mất hết 3 ngày mới xây được âm dương thiên cung. Gọi nó là thiên cung thay vì thần cung vì thiên cung này đã sở hữu mọi thứ tốt đẹp nhất của đất trời. Nhìn từ trên xuống, nó giống như một thần điện, không gian bên trong thần điện thì bao la rộng lớn, thứ gì cũng có, kỳ diệu vô cùng. Xây xong thiên cung, nguyên thần của Ngô Bình lần đầu tiên tiến vào nơi đó. Trong thiên cung có hai luồng ánh sáng đen trắng, chúng đan xen biến hóa, trong chớp mắt đã tạo thành một thế giới hoàn mỹ. Nguyên thần như được trở về nhà, thoải mái vô cùng. Sức mạnh âm dương không ngừng tôi luyện nó, giúp nó mạnh lên. Thiên cung này quá đỗi thần kỳ, về sau có thể giúp Ngô Bình khai phá thần tàng, rất có ích. Mở ra thiên cung, Ngô Bình lại tu luyện thêm nửa ngày rồi rời đảo. Về đảo Hưng Long, Ngô Bình kể lại chuyện của đảo Băng Hỏa. Mọi người đều kinh ngạc, thiên chủ Thanh Tuyết bảo, nếu tôi đoán không sai, có lẽ Thái Âm Kinh và Thiên Dương Kinh do Âm Dương Thiên Châu biến thành. Ngô Bình ngẩn ra, Âm Dương Thiên Châu, thứ mà ngày xưa thần Ma Long và Hồng Thiên Đạo Quân đã tranh giành ư. Thiên chủ Thanh Tuyết gật đầu, cậu không hổ là người có vận khí lớn. Ngay cả thứ mà bọn họ không đoạt được cũng về tay cậu. Cừ đấy. Ngô Bình hỏi, sao Âm Dương Thiên Châu lại biến thành Thái Âm Kinh và Thiên Dương Kinh? Thiên chủ Thanh Tuyết đáp, Âm Dương Thiên Châu có linh tính giống như công pháp thiên phẩm vậy, sẽ xuất hiện với đủ hình thái. Có lẽ nó vẫn luôn đợi cậu, hoặc có thể nó chỉ hấp dẫn được cậu với trạng thái thế này. Cô ta nói tiếp, có được sức mạnh của Âm Dương Thiên Châu, thành tựu sau này của cậu sẽ vượt qua mọi thiên kiêu. Về nhà không bao lâu, Đường Tử Di đã vui sướng chạy đến gặp Ngô Bình. Thông báo, chồng ơi, em có thai rồi. Suýt nữa Ngô Bình đã nhảy cẫng lên, mau qua đây. Anh quan sát tỉ mỉ, quả đúng là vậy, trong bụng Đường Tử Di đã mang thai một bé con. Hiện tại em bé còn rất nhỏ, như một chú cá con thôi, đợi đến khoảng 8 tuần mới biến thành hình dạng con người. Ngô Bình cười bảo, cuối cùng anh cũng được làm bố rồi. Đường Tử Di dịu dàng mỉm cười, chồng này, khi nào chúng mình kết hôn? Ngô Bình ngẫm nghĩ, để anh liên lạc với bố. Ông ấy về là chúng ta bắt đầu chuẩn bị đám cưới luôn. Đường Tử Di gật đầu, tối nay bố mẹ em muốn mời anh dùng cơm. Anh có rảnh không? Ngô Bình cười nói, đương nhiên rồi. Cô chú đã thích nghi với môi trường mới chưa? Đường Tử Di đáp, họ vẫn muốn về ở nhà cũ, tiếc là bây giờ không về được. Tối muộn nhưng Ngô Bình cũng không nhàn rỗi. Anh cẩn thận sử dụng năng lượng của mình để cường hóa thể chất cho cô bé con nhà mình. Đúng vậy, đứa bé là con gái. Nhưng điều quan trọng nhất là tình trạng sức khỏe của Đường Tử Di. Anh điều động vương huyết, đồng hóa toàn bộ huyết dịch của Đường Tử Di, đạt đến trạng thái gần giống vương huyết. Thiên huyết kinh của anh tu luyện được vương huyết này có thể truyền cho người khác. Sau khi được truyền, máu của Đường Tử Di đã tương đương vương huyết với 90% chất lượng. Có vương huyết sẽ giúp ích cho sự phát triển của thai nhi. Khi trời gần sáng, cơ thể của Đường Tử Di đã được thay ra đổi thịt, tựa như trở về thuở 18,
da rẻ mịn màng hơn, thậm chí dung mạo cũng xinh đẹp hơn. Ăn sáng xong, Ngô Bình và Đường Tử Di đến Vân Kinh. Điểm đến đầu tiên là biệt thự Vân Đỉnh của nhà họ Đường. Khi đến biệt thự Vân Đỉnh, hai người phát hiện nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt, đã bị người khác chiếm. Đôi lông mày thanh tú của Đường Tử Di nhíu lại, quả nhiên đã bị chiếm. Ngô Bình bảo, không sao, vào nói với họ. Cả hai đáp xuống cổng biệt thự, không ngờ hai người giữ cổng đều là địa tiên. Thấy có người đến, một trong hai cất tiếng hỏi, hai người là ai? Ngô Bình nói, nơi này là nhà chúng tôi cho các người một ngày để chuyển ra khỏi đây, bằng không thì tự gánh hậu quả. Giọng điệu của Ngô Bình rất cứng rắn, hai người nọ nghe xong đều lộ vẻ giễu cợt. Nhà các người, cho chủ nhân nhà tôi một ngày để dọn đi, ha ha, nhóc con có biết người sống ở đây là ai vậy? Ngô Bình nói, bất kể là ai cũng phải chuyển đi. Người còn lại cười khẩy, tôi nói thế mà dám lên mặt tiếp cơ à? Nhóc con, nói cho mà biết, người sống ở đây là thái thú đấy. Ngô Bình lãnh đạm nói, một thái thú còn con có gì ghê gớm, bảo kẻ đó ra đây gặp tôi. Hỗn xược, một trong hai tấn công Ngô Bình, nhưng tay vừa vươn ra đã bị một luồng sức mạnh đánh gãy. Người đó ôm cánh tay mà gào thét, vội vã lùi lại. Ngô Bình chẳng buồn quan tâm họ, kéo Đường Tử Di bay lên, cao giọng gọi, thái thú ở nơi này mau lăn ra đây gặp tôi. Giọng của anh cực lớn, toàn bộ người ở biệt thự đều nghe. Không bao lâu sau, một thanh niên bay lên không trung, giận dữ nhìn Ngô Bình, anh là ai mà dám đến làm càn tại nơi ở của bản thái thú. Ngô Bình đưa công văn của Tổng đốc ra trước mặt đối phương, lạnh lùng nói, mở con mắt ra mà nhìn kỹ, tôi là Tổng đốc được Hoàng đế nước Long ngự phong. Đối phương cả kinh, Tổng đốc là quan lớn, thái thú không thể nào sánh bằng, hoảng sợ cúi chào, tôi là Miêu Dục thái thú khu đông. Kính chào Tổng đốc. Ngô Bình bảo, nơi này là nhà của vợ tôi. Trước đó thế đạo hỗn loạn, tôi mới đưa người nhà cô ấy đi. Bây giờ chúng tôi đã quay lại, phiền anh thu dọn và chuyển đi. Miêu Dục vội đáp, vâng, hôm nay tôi sẽ chuyển đi. Trước đó không biết đây là nhà của vợ Tổng đốc nên đã mạo phạm, mong Tổng đốc rộng lòng thứ lỗi. Tuy Ngô Bình không phải là cấp trên trực tiếp của Miêu Dục, nhưng nước Long có luật, Tổng đốc có quyền tiền trảm hậu tấu. Dù Ngô Bình giết Miêu Dục cũng không bị Hoàng đế trách phạt. Huống chi người có thể trở thành Tổng đốc chắc chắn không hề đơn giản, một thái thú như Miêu Dục không bao giờ dám chọc vào. Ngô Bình bảo, anh cũng không cần gấp gáp, đều là quan trong triều, tôi sẽ không làm khó anh. Thế này đi, tôi cho anh 3 ngày, anh lo thu dọn nhé. Miêu Dục đáp, cảm ơn Tổng đốc, tôi nhất định sẽ nhanh chóng dọn đi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, tôi có nhà ở Vịnh Bạch Long. Nếu anh tạm thời không có nơi ở thì có thể đến đó. Miêu Dục cười đáp, cảm ơn Tổng đốc đã quan tâm. Nhà rất dễ tìm, tôi sẽ tự giải quyết. Ngô Bình gật đầu, đang định đi về thì Miêu Dục bỗng cất lời, nếu Tổng đốc đã đến, hay là vào nhà ngồi một lát nhé. Người này là thái thú khu đông, sau này nhà họ Đường chuyển về đây ở thì khu này cũng do anh ta quản lý. Vì thế Ngô Bình cũng nể mặt đối phương một chút. Suy nghĩ giây lát. Anh đáp, vậy làm phiền anh. Miêu Dục cả mừng, vội mời Ngô Bình và Đường Tử Di vào đại sảnh, người làm bưng trà nước và hoa quả lên. Trò chuyện một lúc, Ngô Bình mới biết Miêu Dục là tán tu, không có chống lưng gì. Nhưng anh ta được Tổng đốc mới nhậm chức tán thưởng nên mới tiến cử đến đây, trở thành Tổng đốc. Ngô Bình hỏi, là Tổng đốc mới đến sao? Tổng đốc ban đầu đã bị anh đánh chạy mất. Miêu Dục đáp, phải, Tổng đốc mới vừa nhậm chức. Ngô Bình bảo, sau này nhà vợ tôi sẽ sống ở đây, ít nhiều gì cũng cần anh chiếu cố. Miêu Dục vội trả lời, dù Tổng đốc không nói, tôi cũng hiểu điều đó, nhất định không phụ lòng Tổng đốc. Ngô Bình thấy anh ta cũng khá biết điều, đoạn nói, trước đó anh vừa lộ diện, tôi đã biết thần cung của anh có vấn đề. Nếu không chữa trị, trong vòng nửa năm, anh sẽ gặp rắc rối đấy. Miêu Dục kinh ngạc, Tổng đốc còn biết y thuật sao? Ngô Bình gật đầu, biết một chút. Miêu Dục quỳ xuống, mong Tổng đốc cứu tôi. Hóa ra Miêu Dục cũng biết vấn đề của mình, nhưng y tiên trên đời này còn ít hơn thầy luyện đan. Vậy nên anh ta đã đi khắp nơi cầu thầy chữa trị, nhưng không ai có thể giúp đỡ. Anh ta cũng lờ mờ cảm nhận được, nếu cứ tiếp tục để như vậy thì chắc chắn sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Bây giờ nghe Ngô Bình nói vậy, anh ta như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vã khẩn xin Ngô Bình chữa giúp.
Ngô Bình nói, anh đứng dậy nói chuyện đi. Miêu Dục đứng lên, tha thiết nhìn anh. Chữa trị không khó, tôi có thể giúp anh. Miêu Dục đáp, cảm ơn Tổng đốc, vất vả cho Tổng đốc rồi. Sau đó Ngô Bình dùng y thuật giúp đối phương tu chỉnh thần cung với đầy vấn đề kia. Đây là lần đầu tiên anh sửa chữa thần cung của người khác. Hiếm có một lần thử sức, Ngô Bình chợt nghĩ, có thể dùng ngoại lực để cải thiện điểm thiếu sót trong tu hành của người khác không nhỉ? Sau khi trị liệu, Miêu Dục lập tức ngồi thiền tu hành. Nhân lúc rỗi rãi, Ngô Bình và Đường Tử Di đến Vân Trạch. Hồ này ở chân núi Vân Đỉnh, trong hồ có đảo Vân Mộng. Hai người lên đảo, ở đây đã mọc đầy cỏ dại, lâu lắm rồi không có ai dọn dẹp. Họ vừa đáp xuống đảo Vân Mộng, vài ánh kiếm từ một hòn đảo cách đó không xa bỗng bay về phía họ. Không lâu sau, có bốn người xuất hiện trước mặt họ. Người đàn ông trung niên dẫn đầu trầm giọng bảo, hai người có quan hệ gì với chủ hòn đảo này? Lần trước Ngô Bình đã dùng ngũ hành phiên thiên ấn giết hai mẹ con ở đảo Vân Mộng. Xem ra đám người này đang tìm hung thủ. Anh lãnh đạm đáp, không cần hỏi nữa. Hai mẹ con ấy bị tôi giết đấy. Người trung niên quát, to gan lắm. Dám giết người của đảo Kim Long chúng tôi. Ngô Bình bảo, tôi khuyên các người một câu, cút nhanh đi, bằng không sẽ liên lụy đến thế lực đứng sau các người đấy. Người trung niên cười khẩy, anh hoàn toàn không biết đảo Kim Long hùng mạnh đến mức nào. Giờ anh có hai con đường, một là theo chúng tôi lên đảo và nhận hình phạt, hai là chúng tôi giết hai người ngay bây giờ. Ngô Bình bảo, ông chắc chắn muốn giết Tổng đốc nước Long. Đối phương kinh ngạc, gì cơ, anh là Tổng đốc. Ngô Bình giơ ấn Tổng đốc ra, chỉ cần một câu của tôi cũng có thể khiến nước Long đưa quân đến diệt đảo Kim Long. Người trung niên đổi sắc mặt, hừ mạnh rồi đưa người về hòn đảo khổng lồ kia. Đường Tử Di nói, xem ra đối phương sợ rồi. Chồng à, tiếp theo phải làm gì đây? Ngô Bình bảo, nếu đối phương thông minh thì sẽ cử người đến xin lỗi anh. Nếu họ là một lũ ngu xuẩn, vậy thì anh sẽ thẳng tay diệt họ. Thần ma cửu biến, lĩnh hội cửu âm cửu dương, hiện giờ Ngô Bình cực kỳ tự tin, không hề để đám người này vào mắt. Vài phút sau, lại có mười mấy độn quang bay đến, dẫn đầu là một ông lão mặc áo vàng mũ tím. Ôm quyền nói, đảo chủ đảo Kim Long, Mãn Tuyệt, kính chào Tổng đốc. Tổng đốc của nước Long là người không thể xem thường, vì đứng sau nước Long là tiên giới, Tổng đốc tương đương với quan của tiên giới. Thế nên đảo Kim Long dù mạnh cũng không dám động vào. Ngô Bình đáp, nói hay đấy, ban nãy phía ông có người muốn giết tôi đang suy nghĩ có nên dâng tấu cho Hoàng đế, tiêu diệt đảo Kim Long hay không. Mãn Tuyệt vội nói, là hiểu nhầm thôi. Chuyện ban nãy là lỗi của người chúng tôi, mong Tổng đốc lượng thứ. Ngô Bình hỏi, hai mẹ con kia có thân phận gì ở đảo Kim Long? Mãn Tuyệt đáp, người phụ nữ ấy là vợ của một trưởng lão trên đảo, cậu trai là con của trưởng lão. Ngô Bình nói, thế à, mời trưởng lão ấy ra đây. Một người trung niên bước ra từ phía sau Mãn Tuyệt, chính là người ban nãy. Người trung niên giận dữ nhìn Ngô Bình, rõ ràng vẫn còn rất căm thù anh. Ngô Bình trầm giọng, ông để vợ hành hung, dạy con không nghiêm, cần phải trừng phạt. Người trung niên cả giận, anh đã giết họ rồi, còn muốn thế nào? Ngô Bình cười khẩy, con trai ông mở miệng ra là nói muốn giết hết người dân vô tội trên đảo, không có thuốc chữa. Ông là bố ruột, chắc hẳn cũng không phải hạng tốt lành gì. Bây giờ tôi cho ông hai lựa chọn, một là tôi đánh chết ông, hai là ông tự phế tu hành và từ nay ẩn cư trên đảo. Người trung niên vừa sững sờ vừa tức giận, nhìn sang Mãn Tuyệt, đảo chủ đảo Kim Long, đảo chủ. Sắc mặt Mãn Tuyệt rất tệ, liền ôm quyền, Tổng đốc, người chết hết tội, tôi nghĩ không nhất thiết phải làm thế. Anh nhìn chằm chằm vào Mãn Tuyệt, ồ, có vẻ ông bất mãn với bản Tổng đốc. Mãn Tuyệt vội nói, không dám, tôi chỉ muốn cầu xin thay trưởng lão Hoàng. Ngô Bình bảo, cầu xin cũng vô ích, tôi phải phế ông ta. Ông có thể từ chối. Dứt lời, trong mắt phải của anh xuất hiện một hình vẽ rất kỳ diệu, xung quanh đột nhiên nóng lên. Đây là sức mạnh thiên dương, khi nó và kiếm vực của Ngô Bình dung hợp, sẽ lập tức khiến những người có mặt ở hiện trường không thể chống cự. Họ đều cảm nhận được, chỉ cần Ngô Bình muốn là có thể giết tất cả họ trong nháy mắt. Mạnh quá, Mãn Tuyệt kinh ngạc biến sắc, vội nói, mong Tổng đốc nguôi giận. Chúng tôi chấp nhận chịu phạt. Ngô Bình đáp nhẹ tốt. Mãn Tuyệt nhìn sang trưởng lão Hoàng. Đoạn nói, trưởng lão cũng thấy rồi đấy.
Họa do vợ con gây ra, bây giờ trưởng lão phải trả giá. Trưởng lão Hoàng vừa tức giận vừa đau khổ, nhưng biết mình không thể phản kháng, oán giận nhìn Ngô Bình chằm chằm, chỉ cần tôi còn sống, nhất định sẽ không tha cho anh. Soạt. Ánh kiếm xuất hiện từ không trung, trong chớp mắt đã chém trưởng lão Hoàng thành thịt vụn. Những người có mặt ở đó vô cùng bàng hoàng. Đây là đòn gì vậy? Trưởng lão Hoàng có tu vi cảnh giới bất tử, thế mà chưa kịp phản ứng gì đã chết ngay tại chỗ. Ngô Bình thản nhiên bảo, kẻ mang lòng oán hận không thể giữ lại, bằng không sẽ có hậu hoạn. Mãn Tuyệt cúi đầu, tổng đốc nói phải. Ngô Bình nói, từ nay trở đi, đảo Kim Long là khu vực quản lý của bản tổng đốc. Bắt đầu từ năm nay, các ông sẽ phải nộp thuế. Mãn Tuyệt kinh ngạc, tổng đốc, chẳng hay mỗi năm phải nộp bao nhiêu tiền thuế. Ngô Bình hỏi, thế phải xem tâm trạng của tôi. Nếu các ông ngoan ngoãn thì tôi thu ít, nếu các ông không vâng lời thì thu nhiều. Mãn Tuyệt vội đáp, chúng tôi nhất định sẽ tuân theo mọi sự sắp xếp của tổng đốc. Mãn Tuyệt, hải yêu đó rất xảo quyệt, ăn thịt người xong thì bơi về biển đông theo thủy nhãn, khi nào cần ăn thịt người thì nó lại bơi qua nhãn hải đến đây. Ngô Bình hỏi, khi nào nó sẽ xuất hiện? Mãn Tuyệt, chúng thường đi theo đàn, cứ dăm ba hôm lại đến một lần. Hôm nay cách lần trước đã 5 ngày, chắc nay chúng sẽ xuất hiện đấy. Ngô Bình cười lạnh nói, thế thì tôi sẽ thủ ở thủy nhãn. Đường Tử Di, chồng, hay tiện thể em thử hiệu quả của thạch hóa thủ luôn. Ngô Bình gật đầu, cũng được. Mãn Tuyệt đi chuẩn bị, Ngô Bình và Đường Tử Di ngồi trên một con thuyền nhỏ rồi câu cá gần đó. Ở đây có rất nhiều cá, chẳng mấy chốc, Ngô Bình đã câu được nửa giỏ, nhưng sau đó anh lại thả phóng sinh lũ cá đi hết. Thủy nhãn là một xoáy nước rất lớn, nó hút hết nước vào trong rồi chảy ra biển. Đường Tử Di, chồng, em nghe nói có Long Cung ngoài biển à? Ngô Bình, ừ, đó là một trong ba thế lực lớn của Đại Lục Côn Luân, vào thời mạnh nhất của Tiên Quốc mà cũng không ai dám động đến nơi này. Toàn chân Long sống ở Long Cung hả anh? Ngô Bình đã nghe ngóng về nơi này nên nói, Đông Hải Long Cung có tổ Long trấn thủ, người này có thực lực ngang với Đại La Kim Tiên. Đường Tử Di, chồng, hải yêu mà anh bảo có khi nào cũng liên quan đến Long Cung không? Ngô Bình, không cần biết có liên quan hay không, nhưng nếu chúng dám đến thì sẽ bị giết. Anh vừa nói dứt câu thì có một con tôm khổng lồ chui từ thủy nhãn lên, nó nhảy lên mặt nước, để lộ thân người dài hơn 30 mét, hai cái càng cũng dài 20 mét. Nó vừa ngoi lên đã nhìn thấy con thuyền của Ngô Bình, vì thế hào hứng khua cặp càng lên rồi bơi đến đó. Ngô Bình vung tay lên, một đường kiếm chém xuống, con tôm đã bị bổ làm đôi. Sau đó, Ngô Bình cất thi thể của nó đi, lát về đem nướng thì ngon phải biết. Một lát sau, lại có một con cua ngoi lên, con này còn to hơn con tôm ban nãy. Tương tự như con tôm, vừa nhìn thấy thuyền của Ngô Bình, nó đã giơ hai cái càng lên định tấn công anh. Lại một đường kiếm lóe lên, con cua cũng đi đời nhà ma. Cứ thế, chỉ trong nửa tiếng mà Ngô Bình đã chém chết hơn 30 con hải sản. Cuối cùng không còn con nào xuất hiện nữa, Ngô Bình thấy hơi thất vọng, anh nói với Đường Tử Di, chúng ta về thôi, mang đống hải sản này về cho người nhà nếm thử. Hai người bay về đảo Long Hưng, sau đó mang hải sản xuống bếp nấu rồi chia cho mọi người cùng thưởng thức. Trong mấy ngày này, Ngô Bình đã điều dưỡng cơ thể cho Đường Tử Di ở nhà. Ba hôm sau, người nhà họ Đường đã chuyển về Sơn Trang Vân Đỉnh. Họ vừa chuyển về thì học viện võ đạo chuyển tin đến, nhắn Ngô Bình đến học viện để tiến hành kiểm tra. Ngô Bình đành đến đó, dẫu sao kiểm tra xong, anh cũng có thể lên thành giáo viên 3 sao. Tiền lương của giáo viên 3 sao cũng khả quan hơn. Đến học viện rồi, Ngô Bình đi tới nơi kiểm tra là một tòa nhà màu trắng luôn. Ở đây rất yên tĩnh, vì bây giờ cũng không còn nhiều giáo viên nữa nên mỗi tháng cũng hiếm thấy có giáo viên đến kiểm tra. Ngô Bình đi vào tầng 1 thì thấy có một người thanh niên đang ngồi đọc gì đó ở bàn làm việc. Ngô Bình gõ cửa rồi vào hỏi, cho tôi hỏi đây có phải nơi kiểm tra không? Người thanh niên ngẩng lên nhìn anh rồi hỏi lại, anh tên gì? Ngô Bình, Ngô Bình. Người thanh niên dở danh sách rồi nói, anh không cần kiểm tra nữa. Ngô Bình ngẩn ra, tại sao? Người thanh niên gập danh sách lại rồi nói, giáo viên phải đến cấp võ vương, trong khi anh chỉ là võ tông, vì thế đã bị loại bỏ tư cách làm giáo viên. Ngô Bình cau mày, sao bảo chỉ cần đạt đến cảnh giới chân quân là được?
Hơn nữa tôi còn là võ tông truyền kỳ, lẽ ra vẫn đủ tư cách chứ. Người thanh niên cười phá lên nói, võ tông truyền kỳ thì vẫn là võ tông thôi, về tu luyện tiếp đi, khi nào đột phá lên tu vi cao hơn thì chúng tôi sẽ khôi phục thân phận cho anh. Ngô Bình trầm mặc vài giây rồi nói, được, mai tôi quay lại. Người thanh niên ngẩn ra, mai quay lại ư, anh nói thế là sao? Ngô Bình, tôi sẽ đến tháp tiên võ để kiểm tra thân phận võ vương. Người thanh niên bật cười nói, anh tưởng dễ vậy à? Ừ, cứ đi đi, nếu anh thành võ vương thì tôi sẽ khôi phục thân phận cho anh. Ngô Bình đi rồi, có thêm mấy giáo viên khác đi tới. Một người nói, tu vi chưa tới mà đòi làm võ vương, mơ đi. Người khác, hừ, tên này mới đánh bại võ vương nhất phẩm Khang Tốn Thiên nên ngông lắm, phải hạ ngạo khí của cậu ta xuống mới được. Người đó gật đầu, mấy hôm nữa là bầu chọn giáo viên rồi, nếu cậu ta không được tham gia thì chúng ta cũng bớt một đối thủ. Người đang ngồi nói, tôi phải nhắc mấy người một câu, cậu ta là võ tông truyền kỳ, các người chỉ có thể chèn ép cậu ta một lúc, chứ không thể mãi mãi được. Mấy người kia ngơ ngác nhìn nhau, một người nói, tu vi của cậu ta còn thấp, cũng không có hậu thuẫn, nói chung không có tương lai. Dứt lời, mấy người đó đều lóe lên tia sát ý. Họ đều là thiên tài của các gia tộc lớn, so ra thì tuy Ngô Bình có tư chất tốt, nhưng với họ thì anh vẫn chưa là gì. Ngô Bình rời đi với tâm trạng hằn học, anh biết có người đang cố ý chơi xấu không cấp thân phận giáo viên cho anh. Anh đi thẳng đến tháp tiên võ, có mấy người canh ở bên ngoài, nhìn thấy Ngô Bình, họ đều đứng dậy hỏi có việc gì. Ngô Bình, tôi là Ngô Bình, mấy hôm trước đã đánh bại võ vương nhất phẩm Khang Tốn Thiên, vì thế tôi muốn vào tháp để kiểm tra lại. Mấy người đó nhìn nhau rồi nói, xin lỗi, phải có giấy phép mới được vào. Lào bào, Ngô Bình mất kiên nhẫn nên vung tay lên, đám người ấy ngất xỉu, còn anh thì đi thẳng vào trong. Ngô Bình, có phải kiểm tra ở tầng 8, 9, 10 nữa không? Cậu thiếu niên, nếu là võ vương nhất phẩm thì kiểm tra ở tầng 6 luôn cũng được, nhưng nếu anh là võ vương ngự danh hoặc truyền kỳ thì phải kiểm tra lại ở 3 tầng này, mà kiểm tra sẽ khác lần trước đấy. Ngô Bình gật đầu, vậy thì mau lên thôi. Dứt lời, anh đi thẳng lên tầng 6. 3 tầng đầu tiên của tháp tiên võ là kiểm tra cơ bản, tầng 4, 5, 6 và 7 thì dành cho các tu sĩ dưới cảnh giới nhân tiên đến nhân tiên và địa tiên. Còn tầng 8, 9, 10 thì là kiểm tra tổng hợp, 3 tầng cuối thì là kiểm tra cao cấp. Kiểm tra trên tầng 6 khác tầng 5, vừa bắt đầu đã kiểm tra sức mạnh. Khi Ngô Bình còn là nhân tiên, anh đã kiểm tra được sức mạnh rất lớn ở tầng 5. Nhưng lần này, anh chỉ tung một quyền ra thôi thì vạch sáng trên thước đo đã sáng đến tận vạch cuối. Cậu thiếu niên tốt, thần lực 500.000 đỉnh. Phá vỡ kỷ lục trong lịch sử, hình như anh chưa dùng hết sức đúng không? Thử lại lần nữa nhé. Ngô Bình, không cần đâu, thành tích này đủ giúp tôi thành võ vương nhất phẩm rồi. Cậu thiếu niên, được, tiếp theo là kiểm tra nguyên thần, anh hãy dùng nó để đánh chuông. Sau mỗi lần gõ chuông, độ khó sẽ tăng lên một bậc, địa tiên có thành tích cao nhất trong lịch sử có thể gõ liên tục 37 lần. Sau đó, Ngô Bình đã nhìn thấy một cái chuông lớn, bên ngoài có các đường vân kỳ lạ. Ngô Bình phóng nguyên thần ra, nó được nuôi dưỡng trong âm dương thần cung nên đã mạnh mẽ hơn. Nguyên thần tiến tới gần cái chuông rồi tung một quyền vào đó, tiếng chuông vang lên rất đó, sau đó là lần thứ hai, thứ ba. Sau đó, nó phát hiện sau mỗi lần gõ chuông, lần tiếp theo sẽ khó khiến chuông vang lên hơn. Lần thứ 10, 11, 30, 40. Sau 40 lần, nguyên thần của Ngô Bình cũng đã mệt lả, phải biết rằng độ khó của lần thứ 40 đã gấp lần thứ 37-8 lần. Anh thúc giục nguyên thần đánh thêm lần thứ 41. Cheng. Sau đó là 42. Cheng. Nhưng tiếng chuông của lần này đã yếu hơn hẳn. Đến lần thứ 43 thì không có âm thanh nào vang lên nữa. Ngô Bình cau mày, sau đó thi triển sức mạnh cửu âm cửu dương để đánh nốt lần cuối. Cheng. Sau đó là lần 44. Cheng. Xong xuôi, anh thu nguyên thần lại, không định làm thêm phát nào nữa. Cậu thiếu niên hỏi, không tiếp tục nữa à? Ngô Bình, độ khó ở lần thứ 44 đã gấp lần thứ 37-28 lần rồi, dừng. Cậu thiếu niên, tiếp theo sẽ vẫn chiến đấu với con rối. Ngô Bình, tôi nhớ con rối võ đạo lần trước có cấp cao nhất là 120, võ
võ tông chí tôn một sao sẽ ngang với cấp 68. Cậu thiếu niên, ở tầng 6 thì con rối có cấp cao nhất là 200, anh muốn khiêu chiến cấp nào? Ngô Bình hỏi, võ vương truyền kỳ một sao thì tương đương với cấp nào? Cậu thiếu niên, cấp 66. Ngô Bình cười nói, thế thì võ vương truyền kỳ một sao không đánh lại được võ tông chí tôn một sao à? Cậu thiếu niên, về lý thì là vậy. Với thực lực hiện giờ của anh thì tôi khuyên nên bắt đầu thử từ võ vương truyền kỳ 10 sao. Ngô Bình, tương đương với con rối cấp mấy? Cậu thiếu niên, 105, võ tông chí tôn 10 sao thì tương đương với con rối cấp 120. Ngô Bình, được, bắt đầu thôi. Một con rối xuất hiện, Ngô Bình tiến lên rồi thi triển ý nghĩa võ học, chưa tới 10 chiêu, anh đã hạ gục nó. Võ vương chí tôn 1 sao, anh nói. Cậu thiếu niên, con rối cấp 128. Một con rối có phù quang quanh người xuất hiện, khí tức của nó bức người, nó vừa giơ tay lên đã đánh bay Ngô Bình. Thì ra con rối này đã nắm vững ý ngãi của võ học. Hai bên giao đấu hơn 100 chiêu thì Ngô Bình mới hạ được nó. Anh hỏi, võ vương 10 sao thì tương đương con rối cấp 200 à? Cậu thiếu niên, đúng thế. Ngô Bình, tôi chưa ngưng tụ nguyên anh. Cũng chưa vượt long môn nên chắc dừng ở đây thôi. Cậu thiếu niên, kiểm tra ở tầng 6 đã xong, mời anh lên tầng 8 để kiểm tra cụ thể. Ngô Bình, thôi, cậu cho tôi thân phận võ vương nhất phẩm luôn đi. Chờ tôi vượt long môn rồi sẽ kiểm tra tiếp sau. Cậu thiếu niên, cũng được. Ngô Bình nhận được chứng nhận võ vương nhất phẩm là một huy hiệu màu tím xong thì rời đi. Anh vừa đi ra ngoài, đã nhìn thấy có một đống người chờ mình ở đây. Nhưng anh không quen ai cả. Một người trong số đó lạnh giọng nói, tự ý xông vào tháp tiên võ, chúng tôi có thể giết cậu. Ngô Bình cười lạnh, sau đó lấy chứng nhận thân phận của mình ra rồi nói, anh muốn khiêu chiến võ vương nhất phẩm hả? Có chắc mình đủ tư cách không? Trông thấy huy hiệu của Ngô Bình, mấy người kia sững sờ, không thế nào. Thường thì chỉ có cường giả cấp tiên quân mới lấy được huy hiệu này cơ mà. Ngô Bình lạnh lùng nói, tránh ra. Anh cầm huy hiệu rồi đi đến tòa nhà màu trắng, người thanh niên lúc trước kinh ngạc nhìn anh, mãi sau mới thở dài nói, đúng là võ tông truyền kỳ có khác, quá giỏi. Bây giờ, tôi sẽ khôi phục thân phận giáo viên một sao cho anh. Ngô Bình, tôi muốn kiểm tra giáo viên 3 sao. Người kia ngẩn ra, giáo viên 3 sao sẽ do viện trưởng đích thân kiểm tra, tôi không có quyền. Ngô Bình, không sao, anh cứ thông báo cho viện trưởng đi. Người thanh niên trầm mặc nói, được, tôi sẽ dẫn anh đi gặp viện trưởng. Hai người cùng đi tới chỗ ở của viện trưởng, còn mấy người chờ Ngô Bình ở ngoài tháp tiên võ để giết anh thì nhăn nhó mặt mày. Chán thật, không ngờ cậu ta lại lấy được thân phận như vậy. Võ vương nhất phẩm là giao viên có cấp bậc cao nhất ở hiện tại rồi, mình khó mà đối phó cậu ta được rồi. Cứ để cậu ta đắc ý đi, thiếu gì người muốn giết cậu ta đâu, không cần chúng ta động tay. Hơn nữa, Liên Thành Tượng cũng có kế hoạch rồi, cậu ta mà đi thì biết tay. Trên đường đến chỗ của viện trưởng, người thanh niên nói, tôi giới thiệu nhé, tôi là Liên Thành Tượng. Ngô Bình, anh là nhân viên của học viện à? Liên Thành Tượng, tôi phụ trách kiểm tra thôi, tôi là người của tiên giới, à hình như anh không biết viện trưởng đúng không? Ngô Bình, viện trưởng mới có lai lịch thế nào? Liên Thành Tượng, viện trưởng là một thiên tôn ở tiên giới. Mọi người hay gọi là Long Tượng Thiên Tôn, tu vi cảnh giới Kim Tiên bán bộ. À, viện trưởng còn là cháu ruột của Đại Thiên Tôn đấy. Ngô Bình, ra là thế. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến một rừng trúc, bên trong có một ngôi nhà bằng trúc, trước nhà trồng khá nhiều hoa cỏ. Liên Thành Tượng đi đến gần nhà rồi gọi, cậu ơi. Ngô Bình ngạc nhiên nhìn anh ta, thì ra Liên Thành Tượng là cháu bên ngoại của viện trưởng. Bảo sao tu vi không cao mà được làm việc ở đây. Có người nói từ vọng từ trong nhà ra, vào đi. Liên Thành Tượng cười nói, thầy Ngô, mời vào, tôi chờ ở đây thôi. Ngô Bình gật đầu, sau đó mở cửa đi vào. Tầng 1 của ngôi nhà có rất nhiều giá gỗ, bên trên có dược liệu, cổ tịch, đồ cổ, nhưng không có người. Ngô Bình không lên tiếng mà đứng chờ trong phòng khách, vài phút sau. Anh vẫn không thấy có động tĩnh gì nên mới nói, viện trưởng, tôi là Ngô Bình, có việc muốn gặp ạ. Song vẫn không có ai đáp lời, trong lúc anh đang đắn đo thì chợt có tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài, có người lạnh giọng nói, người đâu,
có kẻ đột nhập vào nhà trúc của viện trưởng để cướp bí tịch, người đâu rồi? Ngô Bình sa sầm mặt, lập tức biết mình đã bị tay Liên Thành Tượng kia lừa, anh bước nhanh ra ngoài thì thấy đã có một tốp giáo viên đứng bên ngoài, trong số đó còn có cả viện phó. Liên Thành Tượng tức giận nói, to gan, dám ăn cắp đồ của viện trưởng. Ngô Bình lạnh lùng nói, Liên Thành Tượng, hôm nay anh tính kế tôi, sau này tôi sẽ chém anh, cho thần hồn của anh xuống âm phủ, vĩnh viễn không thể đầu thai. Liên Thành Tượng cười lạnh, nghĩ cách cứu mình trước đi, tôi có thể giết anh tại chỗ vì tội ăn cắp đồ của viện trưởng. Ngô Bình nói, thế ư, anh ra tay thử tôi xem, tôi đảm bảo anh sẽ đi chầu Diêm Vương đầu nước. Hỗn láo. Một giọng nói vọng từ trên cao xuống, sau đó có một tia sáng lóe lên, một người đàn ông mặc áo bào màu vàng xuất hiện. Ông ta vừa đến, nhóm Liên Thành Tượng đã đồng thanh chào, viện trưởng. Người này chính là Long Tượng Thiên Tôn, ông ta quét mắt nhìn rồi hỏi, có chuyện gì thế này? Cậu ta là ai? Long Tượng Thiên Tôn không biết Ngô Bình nên hỏi Liên Thành Tượng. Liên Thành Tượng, viện trưởng, người này đột nhập vào nhà trúc của người để trộm công pháp. Sau đó đã bị mọi người bao vây ạ. Long Tượng Thiên Tôn nhìn Ngô Bình rồi nói, cậu to gan nhỉ, dám ăn trộm đồ của tôi. Ngô Bình thờ ơ nói, chào viện trưởng, tôi muốn đăng ký thi giáo viên 3 sao nên Liên Thành Tượng đã dẫn tôi đến đây. Lúc anh ta gọi bên ngoài thì có người ở trong nhà đáp lời, vì thế anh ta đã bảo tôi đi vào. Tôi chưa chạm vào bất kỳ một thứ gì trong nhà, chỉ đứng chờ, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng huyên náo ở bên ngoài. Đi ra mới biết có người vu cho tôi tội ăn cắp. Rõ ràng Liên Thành Tượng đã bày mưu tính kế để hãm hại tôi. Long Tượng Thiên Tôn cười lạnh nói, bày mưu tính kế hãm hại cậu. Cậu có bằng chứng không? Ngô Bình, viện trưởng có biết lời nguyền nói rồi không ạ? Long Tượng Thiên Tôn, đúng là có lời nguyền này, nhưng cậu nhắc đến nó làm gì? Ngô Bình, vừa hay tôi lại biết cách dùng, bây giờ tôi muốn hạ lời nguyền với Liên Thành Tượng. Nếu anh ta nói dối nửa lời thì toàn thân sẽ thối rữa, hình thần cũng tan biến ngay. Tương tự, nếu người nói dối là tôi thì tôi cũng gặp tình cảnh tương tự. Dứt lời, anh hỏi Liên Thành Tượng, dám chơi không? Liên Thành Tượng tái mặt, đương nhiên gã ta không thể đồng ý nên nói, loại trộm cắp như anh thì có tư cách gì dùng lời nguyền hả? Hơn nữa, ai biết anh có định dùng chú thuật gì để hại tôi hay không? Ngô Bình nhìn sang Long Tượng Thiên Tôn rồi nói, viện trưởng. Ông cũng không tin tôi à? Long Tượng Thiên Tôn bình thản nói, nếu cậu không có bằng chứng thì tôi sẽ giết cậu tại chỗ. Ngô Bình bật cười nói, hình như ông chưa có quyền giết tôi đâu. Anh lấy tín vật tổng đốc của mình ra rồi nói, tôi đã phải chịu oan khuất ở đây nên bây giờ muốn mời Hoàng đế bệ hạ của nước Long đến giải oan. Long Tượng Thiên Tôn ngẩn ra nói, cậu là tổng đốc ư? Ngô Bình đã âm thầm gửi một tấu chương cho Hoàng đế. Nội dung đại khái là anh đã là võ vương nhất phẩm, nhưng bị kẻ xấu hãm hại, hy vọng Long Hoàng có thể tới hỗ trợ. Anh biết rõ mình là tổng đốc nên sẽ có địa vị rất cao ở nước Long, mà tổng đốc còn là người bán mạng cho hoàng đế nữa. Nếu bây giờ, hoàng đế không ra mặt giúp anh thì sẽ dễ bị mất quyền uy. Đúng thế, tôi là tổng đốc của nước Long, Ngô Bình nói. Long Tượng Thiên Tôn hừ một tiếng rồi nói, dù thế thì cậu đã lấy trộm đồ của tôi thì vẫn phải chịu phạt. Ngô Bình, các người bảo tôi trộm đồ, thế thử vào kiểm tra xem bên trong có mất gì không đi. Long Tượng Thiên Tôn quét thần niệm vào trong nhà, sau đó nổi giận nói, Bình Long Đảm và Cốc Kim Phượng của tôi mất rồi. Dù ở tiên giới thì hai thứ này cũng là báu vật. Ngày trước, để mua được chúng, Long Tượng Thiên Tôn đã tốn mấy chục tỷ tiền báu. Ngô Bình, tôi chưa nghe hay nhìn thấy hai thứ ông vừa nói bao giờ. Một người cao giọng nói, viện trưởng. Lục soát và kiểm tra pháp khí chữ đồ của hắn đi ạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 77.